Chương 461, ám ảnh tâm lý vị đại thần có hiểu biết sâu rộng này cũng vô cùng kinh ngạc. Trần Quả quay đầu lại nhìn, sau đó lại vội vàng ngoảnh sang ngó màn hình Diệp Tu, kết quả bắt gặp gương mặt phóng đại của người áp tải hoang dã. Người áp tải hoang dã đã bị nhét vào, nhưng vẫn chưa chui qua được lỗ chó, tất nhiên là vì ban nãy ám dạ sơ ảnh nằm ngáng đường. Lực đẩy lạc hoa trường với boss cũng không đủ mạnh, lại thêm vật cản, mới thành ra thế này. Nhưng vì vậy mà nửa cơ thể người áp tải hoang dã bị mắc kẹt ngay đó. Trần Quả nhìn màn hình của Diệp Tu thấy người áp tải hoang dã uốn éo quái dị, sau đó một loạt tiếng súng nổ đùng 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 đoàng vang lên. Nó tính làm gì vậy? Trần Quả kinh ngạc. Diệp Tu giờ khóc giờ cười, chắc là muốn đứng dậy nhưng mà kẹt trong lỗ rồi. Boss này tính đục tường à? Cậu không biết hả? Trần Quả hỏi lại, sao tôi biết được? Diệp Tu bó tay hắn có nắm một ít về người áp tải hoang dã, nhưng lại hoàn toàn mù tịt vài vấn đề như việc vì sao sẽ có một lỗ chó thần kỳ tồn tại nơi đây. Coi bộ tụi nó muốn nhét boss vô đây giết, mà boss này chắc bị ngu nhỉ. Trần Quả hỏi, ừ, cũng có thể. Diệp Tu nói, không lẽ nó cứ dính cứng chỗ đó hoài sao? Trần Quả vừa dứt lời, lại nghe âm thanh, đùng đùng đoàn, liên tiếp vang lên. Vẫn đang cố dậy kìa, Diệp Tu bó tay tập 2 người áp tải hoang dã hễ nhấc người lên sẽ loạn xạ vốn nó muốn phát động sóng xung kích hộ thể của boss lúc đứng dậy nhưng bây giờ kẹt ở đây không xoay người được tuy nhiên vẫn có thể nổ súng hai tay bị kẹp chặt không thể đổi hướng thành ra đạn xả hết xuống dưới đất cấp báo có người tới đúng lúc này hai người chơi dình chỗ húc tường nhanh chóng nhắn tới thôi xác định ló cao đi ám giả sơ ảnh nói đừng sợ cứ chờ anh ở đây diệp tu nói đột nhiên thao tác quân mạc tiếu cúi người trưởng một chiêu lạc hoa trưởng, ầm, một phát, người áp tải hoang giá bị đẩy bay ra ngoài. CLGT, ám giả dạ sơ ảnh hét to, thế này là lộ tẩy cái chắc rồi. Đứng đây chờ anh, Diệp Tu vừa dứt lời, quân mạc tiếu của hắn liền vụt ra khỏi lỗ chó. Mọi người ngỡ người hồi lâu, mới nhận ra đây là kỹ năng thể thuật trượt của thiện xạ. Sau 9 lần thất bại trong việc đẩy người áp tải hoang giá vào lỗ chó, không ngờ được một lần ăn may khiến cho thử quang toàn băng cảm thấy vô cùng khó tả. Có mặt công hội ở đây, chiêu trò gì cũng phải giạt ra một bên nhường đường. Chỉ là những người chơi đánh người áp tải hoang dã dùng thủ pháp này đã quen, vô tình lại sử dụng. Người chơi pháp sư chiến đấu trường ra một trường như đang dỗi, éo ai ngờ đánh vậy mà thành công đẩy. Người áp tải hoang dã kẹt vào lỗ chó, dù không sâu lắm, mà, tới đây cũng không ai đòi hỏi nhiều, dù sao cũng không có chủ đích, Pháp sư chiến đấu thao tác không quá tỉ mỉ, chỉ nhắm trúng mục tiêu, nên dù góc độ chuẩn xác, lại không đạt được góc văng lớn nhất, chỉ đẩy được một nửa đá ngừng lại. Tiếp theo, hai súng trên tay người áp tải hoang dã tóe ra tia lửa, khiến đám người phía ngoài không khỏi hát bài hoang mang. Cảnh mắc kẹt kỳ dị này làm cả đám bên ngoài và bọn diệp tu bên trong đều kinh ngạc. Khi mọi người còn đang bận há hốc mồm, người áp tải hoang dã lại đứng dậy xả súng tiếp, sau đó tuột người ra. Dù IQ Boss ngất ngưởng tới độ có thể nằm xuống chui ra, nhưng động tác cũng không cần hoa lệ tới vậy chớ, bên trong có người. Lập tức có người hô lên, có người muốn nhích lên coi thử, kết quả vụt một phát có người trượt ra khỏi lỗ chó, sau đó nhảy lên kêu to như đúng rồi, mọi người đừng hốt hoảng, là tôi là tôi nè, cái kiểu là tôi là tôi nè, này nghe thực sự vô cùng VL, cứ như ai cũng đều phải biết hắn vậy. Nhưng mà, nhân vật trước mặt này, không ai nghĩ như vậy, vì chỉ cần ngước nhìn ai đi trên đầu hắn đã giật thoát mình, là hắn, quân mạc tiếu, nhân vật nổi như cồn gần đây, nghe giang hồ đồn đại chính là đại thần Diệp Thu, rốt cuộc là thật hay giả, bàn dân thiên hạ đã đem ra mổ xẻ hết hai ngày dòng. Thử quang toàn băng của Lam Khê Các và Mộng Thiên Trần của Gia Vương Triều, cảm xúc lúc này của hai người ngổn ngang hơn hết thảy những người khác. Rốt cuộc cũng chạm mặt ở thần chi lĩnh vực, ý nghĩ trong lòng hai người không hẹn mà đụng nhau. Thử quang toàn băng để cứu cánh cho tình hình lam khê các ở khu 10, từng theo bọn Xuân Dịch Lão và đám cao thủ tai to mặt bự khác của lam khê các sang khu 10 cày bản, xem như từng đụng độ với Diệp Tu, kết quả thảm bại mà về. Kỷ lục đám bọn hắn quần quật cày ra, người ta búng cái là bay mất tích. Các đại cao thủ quay về thần chi lĩnh vực trong đớn đau nhục nhã. Một mặt nào đó, mọi người đều cảm thấy biết ơn Thùy Dương quấn bờ nhờ trận PK cây ầm ý của thùy dương quấn bờ trở thành tiêu điểm trong công hội mà việc hội trường dẫn cao thủ đi giúp đỡ thua thảm chạy về mới bị che mờ đi cũng nhờ lần ấy cả đám mới biết quân mạc tiếu thật ra là diệp thu nhanh vậy chuyện này thậm chí lúc lam hà nói chuyện với ổng ổng cũng chính mồm thừa nhận dù bây giờ thiên hạ lao nhau chuyện này nhưng là cả đám đã không còn dám xoắn nữa trên tâm lý nếu người này là đại thần diệp thu mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn một chút Nhờ vậy về sau, tuy biết rằng cạnh tranh ở khu 10 có thể tạm thời né đi. Nhưng đến khi Đại thần Diệp Thu vào thần chi lĩnh vực, làm sao vẫn giả bộ. Như không có gì được, nhất là sau chiến dịch Hồ Thiên Ba, chiến dịch đó Thự Quang Toàn Băng không tham gia, nhưng có Xuân Dịch Lão Tòa Trấn chỉ huy, với địa vị của Thự Quang Toàn Băng tất nhiên tưởng tận hết. Sau trận đó, mọi đối kháng với quân Mạc Tiếu ở khu 10 bị cho qua không bàn cãi. Hội Lam Khê các chuyển chiến trường sang thần chi lĩnh vực, bắt tay chuẩn bị mở tiệc đón đại thần đến. Lúc ấy mọi người phân tích, tán nhân nhất định 50 cấp đã vào được thần chi lĩnh vực, mà mới 50 cấp, chúng ta hơn những 20 cấp. Còn nữa, ở thần chi lĩnh vực quân ta đông như quân nguyên, ngon nhào vô, đây éo sợ, đến khi quân mạc tiếu đến thật rồi, xuân dịch lão hạ lệnh, quan sát tình hình. Đúng, xuân dịch lão lời ít ý nhiều, lúc người chưa tới, nói ngon nhào vô, lúc tới rồi, lại bảo quan sát tình hình. Nhưng khi Thự Quang Toàn Băng nhận được mệnh lệnh như cho có ấy, không hề khinh bỉ, ngược lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm. ưu thế 20 cấp, người đông thế mạnh, bắt một nhân vật cấp 50, dù là tán nhân, đúng là hoàn toàn không cần do dự. Thự Quang Toàn Băng cũng nghĩ như vậy, nhưng đến khi quân Mạc Tiếu xuất hiện, Xuân Dịch Lão nói quan sát tình hình, Thự Quang Toàn Băng lại nghĩ, nói cũng không sai. Một cái là chiến, một cái là tạm tránh mặt, rõ ràng mâu thuẫn với nhau. Nhưng thự quang toàn băng đều cảm thấy hai cái đều đúng cả, nghe cái nào cũng hợp lý. Thật ra hắn không thân thiết với quân mạc tiếu lắm, chỉ mới thua một lần trong đợt cạnh tranh phó bản, không giống Lam Hà, bị người ta đút hành từ nhỏ tới lớn ở khu 10. Nhưng vì thua một lần, khiến cho thự quang toàn băng có ám ảnh tâm lý rất lớn. Bởi lúc ấy đội ngũ của hắn, vì cái kỷ lục phó bản nho nhỏ kia, đã phải gắng sức đến chừng nào. Giới hạn, phó bản dù nhỏ nhưng đó chính là giới hạn của bọn hắn. Giới hạn của bản thân lại bị người ta dễ dàng đột phá, cảm giác thất bại ảo ạt trong lòng khi ấy, không ai có thể hiểu được. Tâm lý chịu ám ảnh từ đó. Sau đó những hành động của quân Mạc Tiếu, dù thự quang toàn băng không ở, nhưng đều để ý đến. Thậm chí hắn còn nhận ra sự dao động của Lam Hà. Người anh em ngự ở đầu chiến tuyến đối địch với quân Mạc Tiếu này, thự quang toàn băng vẫn luôn kính ngưỡng. Khi Lam Hà dao động, cả những hành vi tự dìm gà nhà, thự quang toàn băng đều đồng cảm sâu sắc. Không phải chúng ta không cố gắng, là kẻ địch quá đáng sợ, thự quang toàn băng không kiềm được nghĩ đến phó bản nho nhỏ đó, chính là cố gắng lớn nhất của hắn. Quân Mạc Tiếu đến thần chi lĩnh vực, công hội quan sát tình hình, quan sát này cũng không hề qua loa, làm việc vô cùng nghiêm túc vô cùng chăm chỉ. Chú ý nhất cử nhất động của quân Mạc Tiếu, nhưng khi quân Mạc Tiếu tỏa hào quang dáng xuống thần, chi lĩnh vực, công hội quan sát hắn chỉ có một sao. Không, toàn bộ thần chi lĩnh vực đều nhìn về hắn. Không hổ danh đại thần, lúc ấy thượng quang toàn băng từng nghĩ như vậy, vì là đại thần, nên nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực mới hoa lệ như vậy, mọi chuyện vốn nên là như vậy. Sau đó, một chuyện tiếp một chuyện càng thêm đặc sắc. Ánh sáng của quân mạc tiếu, từ khu 10, vượt qua thần chi lĩnh vực, bao trùm toàn bộ giới vinh quang. Tuyển thủ chuyên nghiệp vây xem, báo chí đưa tin người đàn ông thần bí, các loại tin tức lá cải, suy đoán bay dợp trời. Trong trước mắt ấy, dường như cả thế giới đều đang quan sát. Với tư cách lam khê các, dường như cả hội đều quên mục đích mình quan sát là cái gì. Thôi tóm lại cứ nhìn trước đi, thử quang toàn băng xem tin báo cáo về. Vẫn luôn nghĩ như vậy, không ngờ hôm nay, chưa kịp chuẩn bị tâm lý, quân mạc tiếu đã chui lỗ chó ra, bùm cái xuất hiện trước mặt mình. Thử quang toàn băng, thử quang toàn băng giận mình, dường như nghe có ai gọi hắn. Chúng ta có quen không? Lại nghe âm thanh ấy tiếp tục, cho nên hắn biết ai nói chuyện với mình rồi. Khu 10, tức từng tới, thự quang toàn băng đáp. Ừm, um, tôi với Lam Hà bên công hội mấy ông thân thiết lắm nè. Có cần giúp một tay không? Diệp tu hỏi, hả? Thự quang toàn băng khẽ giật mình, liên thủ với gia vương triều, diệt trung thảo đường trước. Diệp tu nói, đám trung thảo đường hết vía, tên dẫn đầu ngải thực bật cười, Chú mày nói sao thì là vậy hả? Quân Mạc Tiếu bước lên một bước, âm thanh Diệp Tu vang lên, gia vương chiều bước qua đây hết, không đọc báo hả? Bố mày là Diệp Thu. chương 462, bắt giặc phải bắt vua trước khi Diệp Tu nói ra lời này, người đứng mũi chịu xào suýt ngã khủy chính là Trần Quả. Đủ thứ cảm xúc xoắn suýt rối rắm dâng trào trong nháy mắt. Nhưng là một fan Diệp Thu đã dứt tình với gia thế, Trần Quả đang rất mong chờ, cô tiếp tục nhìn không chớp mắt vào màn hình Diệp Tu, hận không thể cướp luôn tai nghe của hắn. Trong game, khung cảnh bị câu nói đó hầu lại, quân mạc tiếu là Diệp Thu. Vấn đề này còn đang tranh luận, trong số các ý kiến, một mực chắc chắn quan điểm này không hề ít. Một người chơi bình thường không có nhiều quyền lên tiếng, nhưng ai cũng có quyền lựa chọn. Lựa chọn tin hay không tin, thừa quang toàn băng thuộc nhóm tin 100%, vì vậy hắn bùng cháy, hắn nhận ra giá trị của câu nói đó ngay lập tức giả sử như dụ đội hoặc hoàng thiếu thiên của Lam Vũ xuất hiện trước mặt, bảo hắn hãy úp sọt trung thảo đường ngay, thì dù chỉ một mình, thự quang toàn băng cũng sẽ bất chấp mà đồng ý, lời vừa dứt sắc mặt của ngài thực tức thì thay đổi, dĩ nhiên, mọi người chỉ nhìn thấy nhân vật trong game chứ không thấy vẻ mặt gã. Còn người của Gia Vương Triều, từ lúc quân Mạc Tiếu đột nhiên chết từ lỗ ra, ai nấy đều mất bình tĩnh. Quân Mạc Tiếu có phải Diệp Thu không? Lẽ hiển nhiên, vấn đề còn gây xôn xao này được công hội gia vương chiều tranh cãi kịch liệt nhất hội trưởng trần dạ huy biết hết nhưng không tiện ngăn cản hắn chỉ có thể phái thân tín lèo lái suy nghĩ của mọi người trong công hội mà ứng lèo lái cũng không huỵch vẹt phủ phận quân mạc tiếu là diệp thu hắn chỉ dìm hàng diệp thu trong lòng người ủng hộ ra thế đây là chuyện hắn muốn làm từ lâu lại không dám làm mà thôi giờ ăn theo việc câu lạc bộ lên tiếng mượn cuộc tranh luận này trần dạ huy có gan làm nó tuy nhiên chuyện nhân cơ hội dìm hàng diệp thu trong gia vương triều hắn chỉ mới bắt đầu làm còn chưa đạt được hiệu quả gì hiện giờ người chơi trong công hội gia vương triều đều đánh giá theo suy nghĩ của mình có người tin quân mạc tiếu là diệp thu có người không tin trong số đó người phân vân chiếm nhiều hơn lúc này quân mạc tiếu chợt xuất hiện còn gào trước mắt mọi người bố mày là diệp thu thành thật mà nói nếu là chính chủ diệp thu sẽ huỵch vẹt ra thế sao chuyện này có cho nó mới tin. Bởi vì thân là đại thần, Diệp Thu chưa từng công bố diện mạo thật của mình ngoài game, thông tin mà fan biết được ít đến đáng thương, bằng không sao Trần Quả lại xoắn suýt nhiều đến vậy. Cũng bởi cô hư cấu về đại thần quá nhiều, hiện thực lại phú phàng, dẫn đến xoắn suýt. Mộng Thiên Trần người dẫn đội của Gia Vương Triều cũng là một thành viên nòng cốt của công hội, lúc chợt bị quân mạc tiếu tử. Sưng Diệp Thu nhảy ra truyền lệnh, gã nhất thời hoảng hốt. Tuy nhiên, mộng thiên trần công tư rõ ràng quân mạc tiếu có phải diệp thu không tự gá có nhận định riêng nhưng gá đang nắm giữ trọng trách người dẫn đội của gia vương triều cho dù quân mạc tiếu là diệp thu nếu gá làm theo mệnh lệnh ấy sẽ là mù quáng nghe theo idol không phải suy xét từ lợi ích công hội lợi ích công hội bây giờ là gì là nên giết chết kẻ giữ demic boss cao nhất lam khê các chứ không lý gì lại bắt tay với kẻ dẫn đầu tiêu diệt trung thảo đường có cùng cảnh ngộ nghĩ đến đây mộng thiên trần lập tức gửi tin ở kênh đoàn đội ra lệnh mọi người khoan hành động ngờ đâu gã vừa gửi tin vài em ra vương triều đã hớn hở nhào về phía quân mạc tiếu khi nhìn thấy tin này mới thoáng bàng hoàng mộng thiên trần cũng thấy hại não vội gửi tin xin chỉ thị từ trần dạ huy trần dạ huy nhận được tin thì hoang mang vô cùng cuối cùng diệp thu cũng lợi dụng thân phận thật của mình rồi ư trần dạ huy hối hận vì sao lại không phái thân tín của mình dẫn đội nhưng nếu mộng thiên trần có thể dẫn đội ở gia vương triều thì trần già huy cũng hiểu kha khá về gá người này luôn đặt nặng lợi ích công hội và chiến đội tự biết đưa ra quyết định vào lúc này gã sẽ không tùy tiện nghe theo một tên ất ơ đột nhiên nhảy ra nghĩ tới đây trần già huy hơi yên tâm một mặt trả lời mộng thiên trần một mặt âm thầm nhắc nhở bản thân cần loại trừ những kẻ đối lập trong đội ngũ nòng cốt của gia vương triều hắn đã cố lôi kéo những kẻ không quan tâm diệp thu chỉ còn thừa những kẻ ngưỡng mộ cựu đội trưởng. Mới đầu Trần Gia Huy cảm thấy chúng không gây ảnh hưởng, là vì không ngờ tới chuyện Diệp Thu sẽ chạy vào game cạnh tranh với mình. Với cục diện như vậy, những người này nên sớm loại bỏ. Trần Gia Huy hối hận sau mình lại không chuẩn bị trước chứ, Trần Gia Huy trả lời cho Mộng Thiên Trần rất dè dặt. Mộng Thiên Trần thuộc thành phần trung lập còn đang xem xét, nếu chê thẳng mặt Diệp Thu, có khi sẽ đạt kết quả trái ngược ngay cả một thằng ngu cũng thấy được công lao và thành tích của Diệp Thu mang về cho gia thế, chém gió là tạch ngay. Mà thời điểm này càng không thích hợp, trong mắt Trần Giả dạ Huy, Mộng Thiên Trần không phải fan của mất lý trí, thành thử hắn bèn bảo Mộng Thiên Trần tự mình cân nhắc, lấy lợi ích công hội làm đầu. Lấy lợi ích công hội làm đầu, trong suy nghĩ của Mộng Thiên Trần, chỉ thị của quân Mạc Tiếu không phù hợp với lợi ích thực tế. Mộng Thiên Trần vẫn giữ im lặng, Ngoài trừ mấy em thiếu kiềm chế cong mông chạy lúc đầu của gia vương triều, không một ai hành động gì nữa. Mà mấy em phát hiện mình lạc đàn cũng vội rút quân về. Từ đó chứng tỏ, tính kỷ luật của một công hội dưới chướng câu lạc bộ, các công hội mà người chơi lập giải trí không thể đạt đến trình độ này. Trong đoàn đội này của Gia Vương Triều không hề có người ủng hộ Diệp Thu ư, dựa theo mấy tên bỏ chạy lúc ban đầu, người ủng hộ tất nhiên là có. Nhưng khi chính miệng Diệp Thu nói ra, bố mày là Diệp Thu vài phen lại giao động cũng như trần quả suýt nữa té khỏi ghế biện pháp hiện tại của diệp tu không hề phù hợp với hình tượng đại thần trong lòng nhiều người thế nên cả bọn do dự mà mấy tên ban đầu thấy mọi người đứng im thì cũng dần giao động sao chết đứng hết rồi diệp tu vừa nói quân mạc tiếu đã bước tới trông cứ như muốn nhập hội với đội gia vương triều hở mộng thiên trần định nói gì chợt thấy quân mạc tiếu đang đi tới đột nhiên dừng lại mộng thiên trần thoáng sững sờ rồi chợt nghe tiếng chửi gần đấy quay đầu nhìn bóng dáng của quân mạc tiếu đã xông vào chính giữa nhóm trung thảo đường thuận phân thân cần lời giải thích mộng thiên trần còn đang ngỡ ngàng kết quả nhìn thấy kẻ dẫn đội của trung thảo đường ngải thực đã bay lên không mà đây không phải theo ý ngải thực là do quân mạc tiếu dùng thuận phân thân lao tới bên cạnh làm ra còn làm thế nào mộng thiên trần không biết tất cả xảy ra trong nháy mắt góc nhìn của gã chưa kịp rời sang khi gã gai xong gã đã nhìn thấy ngải thực bay xa cùng với người chơi chung thảo đường vừa chửi bậy vừa bao vây quân mạc tiếu bắt nó đi đôi với tiếng hét này thân mình ngải thực rơi xuống đất nơi đây rõ ràng thuộc trận địa của lam khê các thừa quang toàn băng lúc đầu sững sờ tới khi nghe thấy diệp tu hét lên bắt nó hắn cũng giật mình hét to bắt nó đám người chơi của lam khê các lập tức vây quanh ngải thực như sói đói dù ngải thực có là một cao thủ trình độ cao cũng không thể địch nổi đàn sói hung tợn này. Tay thao tác chịu thân đáp đất hoàn mỹ, nhưng lòng đã như cho tàn. Quá sơ suất, lúc thấy mộng thiên trần cho tên quân mạc tiếu tự xưng diệp thu kia ăn bơ, gã đang định chế nhạo vài ba câu, ai ngờ tên kia lại ra tay đánh lén. Đối mặt với bầy sói, máu của ngài thực xuống hơn nửa cây, hắn biết mình chết chắc, chỉ có thể ôm thù xoay góc nhìn, hy vọng nhìn thấy quân mạc tiếu bị bao vây như mình. Kết quả, Gã thất vọng, hành động của Diệp Tu cũng không phải đột nhiên nghĩ ra, mọi thứ đã được tính sẵn. Trước khi oánh bay Ngài Thực đã tính hết đường lui, Ngài Thực quay đầu, chỉ nhìn thấy quân Mạc Tiếu đã chạy đến phía sau gã. Đỉnh, Thừa Quang toàn băng khen ngợi, bảo thuộc hạ sông lên từ hai bên quân Mạc Tiếu như thú triệu hồi, cùng người của Lam Khê các ngăn đón người trung thảo đường đang. Đuổi tới, bắt giặc phải bắt vui trước, Thừa Quang toàn băng tươi cười nhìn Ngài Thực hy sinh. Trung Thảo Đường chỉ còn nhân số mỏng manh, tuy vẫn ngang sức lam khê các, nhưng việc mất người chỉ huy là điểm yếu chí mạng trong cuộc chiến đoàn đội. Nói chuẩn đấy, Thừa Quang Toàn Băng nghe thấy quân Mạc Tiếu đáp lại, sau đó, tự nhiên hắn cũng bay lên. Thế đéo nào, Thừa Quang Toàn Băng ngỡ ngàng, mình nhấn nút nhảy ư, Thừa Quang Toàn Băng còn cúi đầu nhìn bàn phím, tay trái của hắn cách nút nhảy khá xa. Rồi hắn nghe thấy tiếng la hoảng sợ, âm thanh này nghe sao thân quen, Hình như vừa nãy hắn cũng nghe thấy đội trung thảo đường gào lên như thế. Bắt nó, sau đó hắn nghe thấy một tiếng hô y chang. Thừa quang toàn băng rơi xuống mặt đất, hắn thậm chí quên sử dụng chịu thân. Sau khi nâng góc nhìn, hắn nhìn thấy một đám treo tên, công hội gia vương triều, trên đỉnh đầu. Thừa quang toàn băng thoáng chốc hiểu ngay, hắn định giấy rùa xoay góc nhìn như ngải thực, nhưng hoàn toàn vô vọng. Trong trường hợp này, một pháp sư áo vải luôn chết nhanh hơn bất kỳ nghề nào khác số đoàn đội như rắn mất đầu nháy mắt biến thành hai. Người của công hội gia vương triều cũng nhanh chóng ngộ ra. Giết, tất cả mọi người đồng thanh hô lên, nhưng mà giết cái gì? Kết luận của họ là chính xác ư, trần quả há hốc mồm, nhìn về phía Diệp Tu. Trên mặt Diệp Tu, vẻ bình tĩnh ấy mãi không thay đổi. Chương 463 xác thự quang toàn băng nằm im không sống lại ngay, bởi hắn đang muốn ói cả búng máu đây liên kết với gia vương triều tiêu diệt trung thảo đường trước quả là ngài thực của trung thảo đường đo đất đầu tiên ấy nhưng hắn cũng bị tên kia thịt ngay sau đó sao chú mày không báo trước cho anh em tiếng vậy thự quang toàn băng đau mề bay trong không trung bằng góc nhìn linh hồn chỉ thấy ba công hội lớn oánh nhau dữ dội người của trung thảo đường oánh lam khê các member lam khê các thì nhắm gọi gia vương triều rõ ràng ý định ban đầu rất tốt đẹp là muốn cứu đại ca nhà mình ấy thế quái nào đại ca chết nhanh đem con bỏ chợ cứu cũng như không nên buồn đời lại quay ra chọn nhau. Vì không có chỉ huy nên Lam Khê Các và Trung Thảo Đường đấm đá chả có chiến lược gì, toàn là đánh cho sướng. Chỉ cần trên đầu không phải tên nhà mình là cứ chén thôi, đách cần thương lượng gì hết. Thật là, đê tiện quá, Trần Quả há hốc mỏ nhìn nửa phút lại chỉ gian nan nhổ được câu này, mà cũng có vui vẻ gì cho cam, hai chữ, đê tiện, không biết đủ để thể hiện cảm nhận bây giờ của cô hay chưa. Nhất là khi thấy Diệp Tu gây họa xong, quân mạc tiếu lại chạy ra núp lùm sau lưng gia vương triều cô tưởng diệp tu sẽ thịt nốt tên mộng thiên trần của gia vương triều sau khi xúc hai gã thủ lĩnh của hai công hội kia nhưng không hắn không làm vậy thành ra non gia vương triều có người chỉ huy lại nhìn nhất trong ba công hội song cô chưa kịp kêu ca đã phát hiện hình như không phải vậy đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhất phải kể đến lam khê các thù hận của boss người áp tải hoang dã vẫn thuộc về họ nhưng ngải thực nguẻo, thù hận của Trung Thảo Đường cũng đổ xuống đầu, rồi họ lại tấn công Gia Vương Triều gây thù hận mới. Ba mặt giáp địch, người chơi Lam Khê Các cũng có muốn thế đâu, nhưng hối hận đã quá muộn màng. Sau Lam Khê Các, người thứ hai rơi vào hoàn cảnh xấu không phải Trung Thảo Đường cũng mất chỉ huy, mà là Gia Vương Triều. Gia Vương Triều có mộng thiên trần chỉ đạo, bề ngoài thì ổn đấy, nhưng cũng bắt đầu không ngăn nổi sự chém giết hỗn loạn hiện giờ bởi quân mạc tiếu đưa hai đại ca nhà người ta đi đời nhà ma chẳng kịp để lại lời chân chối cũng hút hết thù hận lên đầu mình không có chiến lược cụ thể người chơi trung thảo đường và lam khê các đánh loạn xà ngầu phần lớn cũng vì muốn nghe theo con tim đập chết quân mạc tiếu báo thù cho anh em ấy nhưng sau đó đã thấy quân mạc tiếu nấp sau gia vương triều mà thành viên của gia vương triều lại trả càn trở hắn vì quân mạc tiếu có giết đại ca mộng thiên trần của nhà họ đâu Thế nên nhìn cái biết ngay là quân mạc tiếu đáp bồ kiêu đại ca hai nhà kia là để giúp ai? Đúng là đội, trưởng Diệp Thu rồi, người chơi ra vương triều xúc động, quyết tâm sống chết bảo vệ quân mạc tiếu của Diệp Tu, sung phong liều chết cản trở đợt sóng thủ hận lớn nhất. Rõ ràng đây cũng là một quyết định rất cảm tính, tuy có người chỉ huy nhưng ra vương triều cũng không có chiến lược hợp lý, từ góc độ chiến lược mà nói thì họ chả khác gì Trung Thảo Đường và Lam Khê Các. Hình như có gì hơi sai sai mộng thiên trần của gia vương triều nhận ra tình hình méo ổn chút nào vì chỉ huy hai nhà kia đã chết mà gia vương triều phải cân cả đôi mộng thiên trần cảm giác mình có chỉ huy thế nào cũng không chiếm được ưu thế về mặt chiến lược quyết định toàn cục ai cũng nghe theo con tim còn về chiến thuật tuy đều mất chỉ huy nhưng người của lam khê các và trung thảo đường vẫn có sự phối hợp cục bộ một đoàn đội quy mô lớp đều do các tổ đoàn đơn vị hợp thành mà đoàn lại từ các đội nhỏ có đội đương nhiên có đội trưởng. Đoàn đội của hai công hội hiện giờ chỉ thiếu một người chỉ huy giữa các đội với nhau, còn trong đội thì vẫn có đội trưởng chỉ đạo. Nói cách khác, hai công hội này không chiến theo bầy đàn, mà theo từng đội riêng lẻ. Nếu một trọi một, Gia Vương Triều chiếm ưu thể về tổng thể. Nhưng hai công hội đang tấn công họ thì lắm tiểu đội, lấn át về số lượng khiến Mộng Thiên Trần rất chi là áp lực. Dù sao gã cũng chỉ là một cao thủ PK, còn chỉ huy, Gã không phải dân chuyên nghiệp để lãnh đạo mọi người trong tình cảnh lấy ít địch nhiều này. Dân chuyên nghiệp à, Mộng Thiên Trần nghĩ ngay đến một người, người này đâu chỉ đủ trình về mặt chuyên nghiệp mà còn đứng hàng đầu ấy chứ. Mộng Thiên Trần lập tức xoay góc nhìn, nhanh chóng tìm thấy bóng quân mạc tiếu. Hắn ta đang rảnh hơi ngồi sau lưng họ hệt thằng bán muối đi ngang. Trên phương diện suy xét thiệt hơn, Mộng Thiên Trần khá nhạy bén. Có thể nói cục diện này đều do một tay quân mạc tiếu tạo ra, ấy thế mà hắn lại được ngồi mát ăn bát vàng xem tình hình chiến sự. Mà bên trong trận đấu này lửa, cả ba nhà đều có người chơi không ngừng đo đất. Quân Mạc Tiếu giúp gia vương Triều Họ thật hay còn ý định gì khác? Mộng Thiên Trần hoàn toàn không đi lo quân Mạc Tiếu có phải diệp thu hay không, gã chỉ đơn thuần suy tính những hành động của quân Mạc Tiếu, rồi nhất thời trở nên bất an. Nếu quân Mạc Tiếu có ý giúp họ thật thì lý nào lại chỉ nhiêu đấy? Mộng Thiên Trần bất an lùi về sau, nhanh chóng vọt đến bên quân Mạc Tiếu mời hắn vào đội, kết quả lại nhận được thông báo, đối phương đã có đội ngũ. Đối phương đã có đội ngũ, thông báo này đã làm sự nghi ngờ trong mộng thiên trần lên tới đỉnh điểm. Rốt cuộc ông muốn gì? Mộng thiên trần hỏi, nhặt mót đó, ba, từ nhẹ tựa lâu hồng mà nặng tựa ngàn cân, mộng thiên trần bị xét oánh chúng. Nhặt mót là một người thường xuyên chỉ huy đoàn đội, mộng thiên trần biết rõ đó là gì. Người nhặt mót mộng thiên trần cũng quen biết không ít nhưng người nhặt mót cao cấp thế này mộng thiên trần đầu tiên bắt gặp người nhặt mót thông thường đều rất bị động họ chỉ có thể đợi chờ cơ hội hỗn loạn để nhảy ra hôi của nhưng quân mạc tiếu thì sao không rõ ràng là hắn chủ động tạo cuộc diện hỗn loạn không gì cứu vãn đó chứ điều này đã đưa văn hóa nhặt mót lên một tầm cao mới nhặt mót này đã không phải nhặt những thứ có sẵn như trước nữa rồi biết ngay mà trần quả nghe thấy diệp tu nói nhặt mót thì đập bàn kêu to cô để ý diệp tu thịt xong hai em lão đại bên kia thì điều khiển quân mạc tiếu thoát thân mà bên gia vương triều cũng chẳng được lợi lộc gì nên cô cảm thấy diệp tu chả có ý đồ giúp công hội nào cả cũng lờ mờ đoán ra ý định của diệp tu và cuối cùng hắn giúp cô xác định nó nhặt mót đến trình độ này chú em cũng cử thật trần quả bảo chứ sao nhặt mót cũng phải cố gắng chứ diệp tu đáp Trần Quả không biết phải đánh giá thế nào. Nói là nhặt mót thì đúng là nhặt mót, cơ mà nhặt đến đẳng cấp, đến mức chưa từng thấy này thì quả là không hổ danh bách khoa toàn thư của Vinh Quang, đến cả nhặt mót cũng phải cấp đại thần. Dù đã biết chân tướng sự thật nhưng Mộng Thiên Trần cũng không kích động đi đánh với quân Mạc Tiếu. Một là vì bản thân không phải đối thủ của hắn, người đã bán hành người chơi cấp 70 để hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến vào thần chi lĩnh vực. Hai là Mộng Thiên Trần rất lý trí trước lợi và hại, có giết quân mạc tiếu cũng chỉ nhằm chút giận, chả có tác dụng vẹo gì để giảm tổn thất cho nhà mình cả. Nhưng hại não nhất vẫn là tình hình đã hoàn toàn mất khống chế hiện giờ. Bằng mấy hành động của quân mạc tiếu, đừng nói Trung Thảo Đường và Lam Khê Các, đến cả anh em Gia Vương Triều cũng coi hắn như người nhà. Mưu Ngư kế thâm độc của thằng cờ hó này không thể giải thích chỉ bằng giam ba câu ngắn gọn. Chờ thuyết minh xong có khi trận này cũng gần xong rồi. Mộng Thiên Trần càng không quên bọn gã đến vì boss mà cục diện này thì còn ăn boss thế đéo nào được nữa. Xung đột với Lam Khê Các và Trung Thảo Đường ở đây đã hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có lợi lộc cho cái đám nhặt mót đang trầu trực bên ngoài thôi. Rút, suy tính xong, Mộng Thiên Trần lập tức ra lệnh. Người chơi ra vương triều đều ngẩn người. Rút á hả, không ít người lên tiếng hỏi, tình hình này còn giết boss thế nào nữa? Mộng Thiên Trần không giải bày âm mưu nhặt mót hay không mót, mà chỉ nhắc nhở mọi người ý. Định ban đầu của cả đội quả nhiên mọi người lập tức tỉnh ngộ nhận ra trận chiến này vô nghĩa đến mức nào người chơi ra vương triều muốn rút nhưng lam khê các và trung thảo đường vẫn hừng hực khí thế chém giết vừa thấy ra vương triều muốn rút thì tưởng mình sắp thắng to thế là càng tấn công hăng hái mộng thiên trần buồn bực không thôi rút lui trong hoàn cảnh này lại cho đối phương cơ hội đuổi giết người chơi lam khê các và trung thảo đường hiện đang mất hết lý trí cái tai hại ở chỗ thiếu chỉ huy cuối cùng lại làm ra vương triều thành người bị hại. Mộng Thiên Trần chưa quên quân Mạc Tiếu, đang tính xem làm cách nào đánh lén đẩy quân Mạc Tiếu vào lòng địch để hắn ta trải nghiệm kết cục như ngải thực và thự quang toàn băng. Thế nhưng vừa chuyển góc nhìn, phát hiện quân Mạc Tiếu cực kỳ tinh danh, mới nãy còn rảnh háng ngồi kia xem trò, giờ thấy tình hình có biến là lần mất ngay trả cho gã cơ hội. Sao, sao rồi, lúc này, nhóm ám hương sơ ảnh cũng lo lắng ý ới gọi trên kênh đội ngũ nghe tiếng giết tiếng chửi dung trời bên ngoài mà sốt ruột muốn cào tường cả nhóm mới quen diệp tu có thể tin nhau được bao nhiêu chứ lại thêm đồng tĩnh bên ngoài đã loạn sàng ầu thì cũng có tí nghi ngờ diệp tu cố ý ém tin tức mình hắn ở ngoài mót của cho đã mới gọi mọi người mấy đứa chui khỏi lỗ đi cẩn thận đấy diệp tu đáp lại ok nhóm ám hương sơ ảnh đã mót lắm rồi lần lượt xếp hàng chui ra khỏi lỗ chó. Ám hương sơ ảnh chui ra đầu tiên, góc nhìn vừa truyền đã thấy bên ngoài đánh đấm loạn xạ thì vui như mở cờ. Là một người nhặt mót có thâm niên, ám hương sơ ảnh phát hiện ngay một món tranh bị số rách nằm trình ình trên đất, vọt tới liền. Cùng lúc đó, một bóng xám đột nhiên từ nóc nhà đối diện nhảy thẳng xuống. chương 464, hại người không mệt tám hương sơ ảnh vừa thấy phương hướng bóng xám đáp xuống, liền biết người này nhìn chúng món trang bị rơi trên đất như mình. Là một tên nhặt mót chuyên nghiệp, chuyện này chẳng có gì lạ lẫm với gá. Ám hương sơ ảnh vội tung một chiêu tam đoạn chảm, vung kiếm hối hả vọt mở đường về phía bên này, trái lại nhanh hơn cái bóng xám kia một chút. Ám hương sơ ảnh cảm thấy vô cùng đắc ý, chuột chuẩn bị di đến món trang bị kia nhấn vào, chợt thấy kênh đội ngũ nhảy ra hai chữ, coi chừng, mới giật mình kinh ngạc đã thấy màn hình trước mặt giật giật nhân vật của gã đã vẹo hẳn sang một bên. Ám hương sơ ảnh lập tức quay góc nhìn, gã không biết làm sao mà đối phương có thể đánh bay mình, gã chỉ kịp thấy bóng xám kia tiếp đất, ung dung nhặt món trang bị cho vào túi. Đù, ám hương sơ ảnh cực kỳ bực bội. Thế nhưng rất nhanh, gã đã nhìn rõ tên trên đỉnh đầu nhân vật chơi nguyên cây xám kia, hại người không mệt. Là hại người không mệt, trong kênh đội ngũ có người hô to. Mấy chú biết nó à, trần quả cũng chui từ lỗ ra so với đội hôi của chuyên nghiệp này, cô nàng còn quá ngại ngùng, không giống bọn ám hương sơ ảnh vừa chui ra đã nhắm ngay vào trang bị như hổ đói rình mồi. Là người ra cuối, cô cũng chỉ kịp nhìn thấy ám hương sơ ảnh bị người ta tát bay. Mới đầu cô còn không thấy kẻ trước mặt có gì đặc biệt, mãi đến khi nghe người ta hô to, mà tên trên đầu hắn ta cũng trống trơn, chứng tỏ hắn không thuộc nhà nào trong ba công hội đang có mặt ở đây. Chưa biết hả, nó nhặt mót siêu lắm đó một người trong đội giới thiệu sơ cho trần quả trần quả còn khá lạ lẫm với nghề nhặt mót trước giờ chưa từng hứng thú hay quan tâm tới nghe giọng điệu của nhóm người này có vẻ như tên trước mặt hẳn là một thánh nhặt mót khét tiếng trong giới khủng lắm hả trần quả đang hỏi giờ đã thấy hại người không mệt đột nhiên chạy mất đao ninja trên tay vung lên máu tươi phọt ra rồi một người ngã xuống trên người kẻ kia hình như rơi ra thứ gì nhưng chưa ai kịp nhìn rõ thì hắn ta đã cất vào túi làm sao mà, trần quả mù mờ, mà hại người không mệt vẫn không hề ngưng nghỉ, lướt phăng phăng giữa biển người quần nhau, ngang qua nơi nào là tiền vàng lấp lánh hay trang bị trên đất nơi ấy bị cuốn sạch. Chỉ cần hắn ra tay ắt sẽ có máu rơi và người chết. Không tới 10 giây, mặt đất trống trải hơn hẳn, đám người hỗn chiến đã có bốn em xui xẻo tèo dưới đao hắn, mà còn là một đao một mạng, chưa chật phát nào. Đừng nói mỗi trần quả đứng cạnh, những người đang hỗn chiến cũng mới giật mình phát hiện nhưng vừa nhìn thấy ID trên đầu kẻ kia, nỗi thù hận của thành viên ba công hội liền dồn hết lại. Với những thành viên thường xuyên tham gia những hoạt động đoàn đội, đánh boss cùng công hội, cái tên này không hề lạ lắm. Hai người không mệt là kẻ nhặt mót gây nhức nhối cho các công hội nhất. Hắn ta không có công hội, không ai thấy hắn kết bè kết phái bao giờ, độc lai độc vãng, xuất quỷ nhập thần. Cùng là người nhặt mót, so ra thì hắn ta có mục tiêu rõ ràng hơn không giống người bình thường chỉ dò tìm trang bị rơi trên đất, gá còn xử luôn cả những người quần ẩu. Hại người không mệt không chỉ biết hôi của, hắn còn biết mượn gió bẻ măng. Theo một thống kê của các công hội lớn, thánh nhặt mót nguy hiểm hơn tỷ lần những kẻ hôi của bình thường khác. Bởi vì hắn là cao thủ, lại thiện về tập kích bất ngờ, one hit one die. Hắn mà ra tay hôi của có khi còn gây ảnh hưởng lớn tới mức thay đổi cả cục diện. Như có lần một đội ngũ đi đánh boss, con này khó nhằn nhưng vẫn gắng đánh ngược. Ai rẻ hại người không mệt mò đến hôi của, nhặt trang bị trên mặt đất còn không thỏa mãn, lại nghĩa luôn trang bị trên người em tìm cơ hội lẻn qua tặng em một dao. Em như nghèo rồi không rơi ra trang bị mà hắn cần, hắn liền lắc lắc đầu bỏ đi, thế nhưng đội ngũ không có em thì đánh boss bằng niềm tin à, đấy, còn tên nhặt mót nào đáng ghét như hắn chứ, vậy nên cái tên này vừa xuất hiện, một đợt công kích lập tức nổ ra, đủ loại kỹ năng ảo ảo giáng xuống thế là thảm kịch xảy ra đợt tấn công này đến từ ba đoàn đội thuộc ba công hội không có miễn trừ thương tổn các công hội còn là kẻ địch lúc ra chiêu cũng không kiêng nể ai cả bọn chỉ muốn nhân cơ hội khiến đối phương chết chùm với hại người không mệt thuận tiện một công đôi việc mà thôi qua một hồi khói lửa thuốc súng đao kiếm loạn xạ giữa đám đông chợt xuất hiện một khoảng đất trống lớn nằm đầy thi thể trang bị rơi vái đang phát sáng lấp lánh bọn ám hương sơ ảnh thèm nhỏ dãi nhưng đấy chính là chỗ vừa gánh toàn bộ công kích bọn họ có thêm 10 lá gan cũng không dám lao vào nhặt đồ ám hương sơ ảnh cùng đồng bọn đang đắng mề không thôi bất thình lình một bóng người chợt trồi lên ở giữa bãi đất trống bóng người sám cho của hại người không mệt nháy mắt xuất hiện trước mặt quần chúng không đợi bà con kịp phản ứng mấy món trang bị đang lấp lánh trên đất đá bị khoáng sạch thuật độn thổ chém đầu à giỏi trần quả đột nhiên nghe thấy diệp tu khen ngợi tất nhiên cô biết thuật độn thổ chém đầu này. Đây là kỹ năng cấp 35 của ninja, một kỹ năng tập kích bằng cách mai phục trong lòng đất. Nhưng kỹ năng là vật chết, người là vật sống, hại người không mệt lại sử dụng thuật độn thổ chém đầu như thủ đoạn tránh né. Đúng lúc phát động kỹ năng này, độn thổ tránh được đợt tấn công giáp lá cả kia. Hiện tại hắn lại chui lên, lặng im cuống sạch trang bị trước. Hành nghề nhặt mót tới nay, hại người không mệt không biết đã hôi được bao nhiêu thứ, giờ có chết phun ra một nửa thì vẫn là một gia tài cách xù người của ba công hội bực vô cùng nhìn hại người không mệt đứng giữa khu đất trống mọi người càng không kiêng nể một đợt tấn công mới lại ập đến đánh cho hại người không mệt nát như cám nhưng thực tế thì dù công kích có mạnh đến mấy vinh quang cũng không thể tạo ra được hiệu ứng khủng khiếp đến thế hiển nhiên cả bọn chỉ đánh nát một ảnh phân thân mà thôi người thật đâu tất cả mọi người đều dõi mắt tìm ở chỗ này đi đôi với tiếng gọi ầm ý của ai đó, mọi người lại nhìn thấy một dòng máu phọt cao. Chỉ có điều lúc anh bạn này ngã xuống, không có vật nào rơi ra cả. Tỷ lệ rơi đồ ở thần chi lĩnh vực rất cao, nhưng không đến 100%, nghèo kiết xác. Nhìn thấy người của ba công hội lớn đồng loạt đánh tới, hại người không mệt còn oán trách một câu, bonus thêm emo buồn bực trên đầu. Tiếp đó hắn nhảy lên, đao ninja chém một nhát trên không, vang tiếng ma sát rồi cắm phập vào giữa hốc tường bên cạnh cơ thể đang nhảy dở gập cong lại hai chân giẫm lên nửa thanh đao lộ ra ngoài hốc tường rồi mượn sức nhảy lên cánh tay hại người không mệt co lại giữa không trung kéo một cái thanh đao đang cắm non nửa trên tường bay thẳng về tay đây là điểm đặc biệt của đao ninja nó được thiết kế dây thừng buộc bên ngoài chui đao vì vậy khi cắm đao mượn chỗ đạp chân trong tay vẫn nắm chắc dây thừng dài sau khi đạp xong liền dùng dây rút đao về ngoài ra còn có vỏ đao giống ruột trong một vài thời điểm có tác dụng thông khí. Đao ninja không bị ràng buộc nghề nghiệp như trổi ma pháp của ma đạo học giả, tuy nó cũng có nhiều tác dụng, nhưng chỉ mỗi nghề ninja mới có thể phát huy toàn bộ công dụng đó. Mà nhiều kỹ năng của ninja cũng yêu cầu sử dụng đao ninja làm vũ khí. Dùng đao ninja tốt đấy, nhìn hại người không mệt ung dung mắng, nghèo kiết sắc, rồi leo tường đi mất, Diệp Tu rất tán thưởng. Mà ba công hội làm sao dễ dàng tha thứ cho hành vi cuốm đồ rồi phủi đít bỏ đi của hắn chứ? Nghề nào trèo tường được liền rủ nhau trèo. Tường, chỉ mình hại người không mệt lại có thể làm ba công hội đang đối địch đoàn kết lại với nhau. Trèo hồi chợt nhìn sang bên cạnh, than ôi, không phải người nhà mình, thuận tay chém luôn một nhát. Không có chỉ huy, nguyên nhân vẫn là do hai nhà này không có chỉ huy. Gia Vương Triều thì có, nhưng nhìn hai nhà đang chém giết loạn xạ mộng thiên trần cũng không thể đưa ra chỉ đạo nào gây ảnh hưởng đành hùa theo đánh bậy tính sao đây trần quả cố gắng tìm trên mặt đất còn món nào để nhặt không hôi của thôi diệp tu vừa dứt lời tay đá điều khiển quân mạc tiếu nhảy lên giữa không trung ô thiên cơ vung quá đỉnh đầu tiếng cạch vang lên mặt ô thu lại tám cái nan ô rút ngắn rồi giáp thành bốn thanh dài vèo vèo xoay tròn bay theo hướng hại người không mệt lần đi như trực thăng cậu định hôi ở đâu trần quả ngạc nhiên đồ tốt tên kia nhặt hết rồi tôi đúng lúc lấy về thôi diệp tu nói thế này mà là nhặt mót à đây là cướp trên người đấy trần quả nói chuẩn hơi gương thằng kia thôi diệp tu trả lời trần quả ngẫm nghĩ đúng há hại người không mệt đi nhặt mót cũng không đơn giản là nhặt đồ người ta rơi ra hắn còn chủ động giết người nữa chưa đến một phút mà ba công hội lớn đã bị hắn giết được một mớ chị theo với trần quả không có nhiều hứng thú với hôi của thấy đi cùng diệp tu đuổi giết người có khi còn vui hơn vội xem tọa độ của diệp tu rồi đuổi theo nhưng phải cẩn thận tên này không phải dạng vừa đâu diệp tu nói biết rồi trần quả đáp có thể ra vào thoải mái trong ba công hội lớn như vậy đương nhiên không phải dạng vừa rồi dù thời gian tổng cộng không tới một phút tình hình ba công hội lớn lại hơi hỗn loạn hai nhà còn không có nổi một kẻ chỉ huy nên hồn thế nhưng hắn có thể làm được chuyện này vậy không thể nào là một cao thủ tầm thường được so sánh luôn với bọn ám hương sơ ảnh bên kia một đội năm người dưới tình huống này cũng không dám lao đến đám hỗn chiến chỉ dè dặt chú ý từng mục tiêu canh thời cơ nhào tới nhặt rồi bỏ chạy làm gì có khí thế hôi của hôi cả trời đất như hại người không mệt chứ trần quả xem như đã hiểu cho dù là một hành động hôi của hèn hạ cách ra tay khác nhau cũng có thể tạo ra khí chất khác nhau hại người không mệt rốt cuộc là ai trần quả khó hiểu Cô biết đám ám hương sơ ảnh rất rõ, nhưng giờ cả bọn không rảnh giải thích với cô. Cô đang muốn đuổi theo nên không có thời gian xuất thử, đành gọi đường nhu đến, tiểu đường, giúp chị kiếm thử. Ba từ khóa vinh quang, nhặt mót, hại người không mệt. Lời tác giả, không biết có phải vì chương trước quên đặt tên mà bị ảnh hưởng hay không, chương này viết khổ vãi, hoàn toàn không đạt đến hiệu quả tôi mong muốn. Hại người không mệt là một nhân vật đã có khuôn mẫu sẵn từ lâu, tôi cứ nghĩ viết ra phải trôi chảy lắm chứ. chương 465, truy kích đường nhu cũng không bận rộn, nghe Trần Quả bảo, lập tức tìm kiếm thử. Vinh quang, nhặt mót, hại người không mệt, ba từ khóa này ngoài chữ đầu tiên, hai cái sau làm đường nhu hơi xoắn, nhưng rồi cũng tai xong, lại nhấn tìm kiếm, sau khi xuất hiện kết quả, bắt đầu đọc lên. Không chỉ Trần Quả, Diệp Tu cũng lắng tai nghe nhưng những thông tin tìm được về hại người không mệt thực sự là nghèo nàn tới khổ ải độc lai độc vãng nhặt mót tàn ác bản chất của người này được khái quát vỏn vẹn bằng hai cụm như vậy còn lại là những tiếng chửi rùa của khổ chủ bị nhặt đồ cũng có vài người ca ngợi sự cá tính của hại người không mệt viết thành cả chuyện tin hư cấu đường nhu đọc chưa tới hai câu đã bị trần quả cho stop mấy cái nhảm nhí gì vậy trần quả nói ha ha nhóm này thật bí ẩn diệp tu đánh giá chị tới kịp không đây trần quả nhìn theo tọa độ diệp tu mà đuổi tuy thấp thoáng thấy được bóng dáng quân mạc tiếu nhưng hại người không mệt chỗ nào thì không rõ tất nhiên nhóc ta ôm nhiều đồ như vậy chạy nhanh bao nhiêu diệp tu cười nói nhưng cũng có thấy nó đâu cậu biết nó ở chỗ nào sao trần quả ngó màn hình diệp tu bên đây cũng chẳng trông thấy hại người không mệt động tác của diệp tu cực nhanh Hai người không mệt vừa nhảy phóc qua tường hắn đá mở trong chóng máy theo sát. Trần Quả nhìn màn hình Diệp Tu đăm đăm, vậy mà Hoài cũng không thấy người nọ lọt vào tầm nhìn. Đang ở gần đây, giọng điệu Diệp Tu vô cùng chắc chắn. Lúc này Quân Mạc Tiếu đột ngột dừng bước, sao cậu biết? Trần Quả vẫn đuổi theo mải miết, với tốc độ di chuyển đó, đảm bảo không thể vượt trước tôi, Diệp Tu tự tin nói, tầm nhìn đảo qua đảo lại, tất nhiên là đang tìm người. Ý cậu là nó đang trốn sao? Trần Quả hỏi, ừ, phải tìm cho ra nhanh nhanh mới được, Diệp Tu nói. Gấp gì chứ, lát nữa người ta rời khỏi trạng thái chiến đấu, nó cao mất tiêu, đi đâu mà tìm. Diệp Tu nói, ồ, Trần Quả giật mình, trong vinh quang, đang trong trạng thái chiến đấu không thể đăng xuất. Nếu chọn dùng cách tắt cửa sổ hoặc sập nguồn điện, không đúng quy trình bình thường, có thể làm nhân vật trong game lag trong vài phút, trở thành cừu non cho người ta chém thỏa thích. Thay vì vậy, cứ trốn tạm trước, đợi rời khỏi trạng thái chiến đấu rồi lại lo cao, sẽ không gặp chuyện gì. Tên này trốn đâu mất rồi, trong lúc nói chuyện Trần Quả đã chạy đến nơi, nhân vật cũng xoay vòng vòng tìm kiếm. Trên đường hoang vắng, không có một ai, vị trí có cao mấy cũng không thoát khỏi ánh mắt Diệp Tu, không trốn được, cho nên khả năng duy nhất, có thể hắn đang nấp ở một trong những ngôi nhà này. Bản đồ thị trấn, khá dối, chỗ nghề trốn quá nhiều, lúc Trần Quả đi PK ghét nhất kiểu mép như vậy cô không thích trò vờn nhau tí nào. Căn nhà 257, 186, qua xem, sau khi Diệp tu lượn vài vòng, bỗng lên tiếng. Sao, Trần Quả xác định phương hướng, không có âm thanh, chứng tỏ không có đánh nhau với quái, thoạt nhìn chỉ có mỗi chỗ đó thôi, Diệp tu nói. Không sợ lộ sao, Trần Quả hỏi, không sợ, ok, Trần Quả đồng ý, trục yên hà xông lên, ná pháo mở màn. Trần Quả không dám khinh thường, với trình độ của hại người không mệt, ắt hẳn không phải là một cao thủ bình thường. Cẩn thận, Trần Quả đang ná tới hai, bỗng nghe tiếng Diệp Tu. Trần Quả là dân lâu năm nhiều kinh nghiệm, dù gặp phải tình huống nguy hiểm nào, dùng lăn lộn là lựa chọn tối ưu nhất. Trong lúc vội vã chưa kịp xác định phương hướng, Trần Quả lăn một vòng tại chỗ, vừa tính hỏi có chuyện gì xảy ra, đột nhiên trục yên hà đã bị đẩy lên không, mà bên dưới cô, hại người không mệt từ dưới đất lao lên. Thuật độn thổ chém đầu đầu, Trần Quả nhanh chóng sáng tỏ. Cô lăn bậy một vòng, rốt cuộc vẫn không tránh được sự đánh lén của người này. Cô biết hại người không mệt có khả năng chém một nhát là lên bàn thờ, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Nhưng nhìn HP của Trục Yên Hà, lượng máu thuật độn thổ chém đầu đầu kéo xuống cũng không đến nỗi như cô nghĩ. Cũng không có gì hot, Trần Quả thầm nghĩ. Chơi vinh quang nhiều năm, nghề nào cũng từng có kinh nghiệm tiếp xúc. Lúc này dính một chiêu của người ta, Lập tức đoán được, lực công kích của hại người không mệt có thể còn kém hơn cả Trục Yên Hà của mình. Nghĩ vậy, tinh thần cô được khích lệ trở lại, muốn đánh trả cho hắn đẹp mặt. Ai ngờ hại người không mệt công kích không cao, nhưng thao tác lại nhanh đến đáng sợ. Trục Yên Hà vừa bị thuật độn thổ chém đầu của hắn hớt bay lên không, đã thấy hắn xoay người lại, hai tay giơ về hướng cô như đầu hàng. Trần Quả nhanh chóng nhận ra tư thế này, đây cũng là một kỹ năng của ninja, thuật xoay người trong đầu. Trần Quả kinh ngạc, không ngờ hại người không mệt mới đó đã tiếp tới một chiêu thuật xoay người trong đầu, vừa rồi còn muốn tìm đường phản kích, bây giờ đã phải phi pháo để kéo dài khoảng cách. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, dây thừng cột trên kiếm ninja của hại người không mệt đã vòng qua cổ Trục Yên Hà, đánh một vòng, Trục Yên Hà bị hắn giật ngược về sau, nhấc trên trời, lúc rơi xuống lại bồi thêm chiêu quăng ném đập Trục Yên Hà xuống đất. Sát thương không cao, nhưng chuỗi công kích liên hoàn điêu luyện làm cho Trần Quả cảm thấy được sự chênh lệch giữa thao tác của hai người. Nhưng Trần Quả cũng không phải kẻ sợ chết, ngậm hai cọng hành, trong lòng. Bực bội, đã sớm có ý định liều mạng, thuận xoay người trồng đầu thuộc loại bắt lấy không thể chịu thân để tránh thoát. Nhưng hại người không mệt không thừa dịp triển thêm một skill hốt hàng luôn, lại xoay người nhảy đi. Trần Quả vội vàng điều khiển trục yên hà đứng dậy, pháo vác trên vai, chuẩn bị oanh liệt ná đạn, không ngờ một vệt sáng lóe lên, phốc, một tiếng, thân thể trục yên hà cứng đờ, cột máu giữa chán phún ra, thì ra là hại người không mệt thấy trục yên hà đứng dậy, bèn quay đầu ném một cái suriken ngay giữa chán. Suriken là kỹ năng cấp 5 của ninja, sát thương không cao, nhưng khi chúng sẽ có hiệu quả đóng băng. Trục yên hà chúng chiêu, không thể công kích được, đờ người trơ mắt nhìn hại người không mệt tẩu càng lúc càng xa. Chỉ muốn giết nó. Trần Quả thua liên tiếp hồn hển, cô không giống đường nhu thích im lặng dùng hành động để chứng minh, lúc xếp Trần mà bùng cháy, cô nhất định phải gào lên cho cả thiên hạ biết tâm trạng của mình. Giết ai, đường nhu thấy bên này nhộn nhịp, bỏ game tới hỏng. Đừng nóng đừng gấp, tôi tới tôi tới, quân mạc tiếu của Diệp Tu ở bên cạnh. Không phải hắn không cứu viện, mà là Trần Quả và hại người không mệt giao thủ chỉ trong chớp mắt, từ khi Trần Quả bị thuật độn thổ chém đầu tập kích đến khi bị thuật xoay người trồng đầu giật ngược, rồi khi tháo chạy bồi thêm nhát suriken đánh lén, chỉ xảy ra trong chớp ngoáng. Trần Quả nghe thấy âm thanh của Diệp Tu, sau đó nhìn thấy quân mạc tiếu của hắn từ trên nóc nhà phóng xuống, chặn vừa ngay đường chạy của hai người không mệt, kiếm tuốt vỏ giữa không trung, quần sáng bán nguyệt của rút đao chạm rực rỡ lóe lên, dáng từ trên cao xuống. Phản ứng của hai người không mệt cực nhanh, bỗng đột ngột khựng lại, kiếm quang rơi xuống, chém vào bùn đất trước người hại người không mệt. Đại thần à, éo trần gì vậy? Trần quả thấy Diệp Tu đánh hụt, vô cùng bất mãn. Có kiến thức nào không vậy chị hai? Cái này gọi là công kích dự đoán, Diệp Tu nói. Công kích ở đâu? Trần quả hỏi, nó dự đoán né được, thực sự rất tài đấy. Diệp Tu nói, quân mạc tiếu đã sớm rơi xuống, đứng trước mặt hại người không mệt, chặn đường đi của hắn. Hại người không mệt không đứng đờ ra, sau khi tránh được chiêu rút đao chảm lập tức nghiêng người thấy quân mạc tiếu đón đường nhanh chóng ném ra suriken nhưng lần này không chỉ một mà là ba cái đây có thể xem là thuộc tính ẩn của suriken có thể dùng thao tác để tăng số suriken mỗi lần ném lý thuyết cũng giống như kiếm ảnh bước của kiếm khách hiệu quả đạt được cũng nhờ vào thao tác của người chơi hại người không mệt ném một lần ba suriken phóng hợp thành hình tam rác về hướng quân mạc tiếu góc hợp xem như đã rất khá. Nhưng Diệp Tu là ai, ba cái Suriken vốn chẳng đặt vào mắt hắn. Không ngừng nghiêng người, trước khi Suriken chạm tới, thực hiện thao tác lay động dích rắc, điều khiển nhân vật tránh được, bằng cách nép mình vào khoảng hở gần như không có giữa hai cái Suriken. Hại người không mệt tất nhiên có tự tin hơn người. Phi ba cái Suriken đã cho rằng mình an toàn, căn bản không ngờ tới tình huống người kia có thể lách qua được ba cái Suriken của hắn đến khi ô thiên cơ trong tay quân mạc tiếu chuyển thành hình dạng lưỡi hái của hệ thánh chức quét tới hại người không mệt mới hoảng hốt phản ứng cực nhanh hại người không mệt bật về sau lưỡi hái của quân mạc tiếu cắt trúng không khí hại người không mệt thực hiện thao tác lăn lộn xong lập tức nhảy lên xoay người giữa không trung từ góc trách nhìn về hướng quân mạc tiếu hai tay đưa ra trước ngực bắt ấn hỏa viêm chảm ư diệp tu cười cười hại người không mệt nghe được vô cùng kinh ngạc nghề ninja là một nghề gây cả sát thương vật lý và pháp thuật một điểm đặc biệt của ninja là có một số kỹ năng tụng niệm của nghề này không cần ngồi chờ lút như pháp sư nghề ninja quá trình ngâm tụng dựa vào thao tác của người chơi thể hiện bằng động tác trong game của nhân vật tục gọi kết ấn từ đó suy ra nếu tốc độ tay của người chơi càng nhanh nhân vật trong game kết ấn càng nhanh tốc độ ngâm tụng càng nhanh thao tác có thể thúc đẩy tốc độ ngâm tụng pháp sư phóng phép muốn co cũng chẳng được Động tác bắt ấn của hai người không mệt rất thảo, nhân vật đặt tay trước ngực làm một loạt động tác kết ấn hoa mắt đến chính bản thân hắn nhìn còn không rõ. Vậy mà người kia có thể từ thao tác tay của hắn đoán được tên kỹ năng. Nhưng đã đến nước này, không lẽ lại hủy skill? Hai người không mệt không nghĩ ngợi nhiều, sau khi hoàn thành lập tức rút kiếm ra. Kiếm ninja bừng lên ngọn lửa, điên cuồng lao về phía quân mạc tiếu. Chương 466, mánh khoe kiếm ninja biến thành một ngọn lửa cháy bừng hạ xuống. Tuy rằng kỹ năng đã bị đối thủ nhìn thấu, nhưng hại người không mệt hiển nhiên vẫn rất tin tưởng vào thao tác của mình. Kết ấn nhanh, phóng vũ khí cũng nhanh, kể cả bị đối thủ nhìn thấu, cũng làm gì được nữa, có thể thế nào, tia sắc bén ẩn hiện. Tia sắc bén chớp lóe ấy cực kỳ mau lẻ, nơi hỏa viêm chạm đánh tới chỉ là vùng đất trống, quân mạc tiếu rõ ràng vừa đứng đó nay đã không thấy hình bóng đâu. Hại người không mệt cảm thấy căng thẳng, cơ thể vội vàng xoay sang bên phải hòa viêm chạm vừa chém thẳng vậy mà chuyển hướng theo chém thẳng biến thành quét ngang ánh lửa lia qua hại người không mệt tạo thành một vòng cung quá trình thì phức tạp nhưng thật sự lại diễn ra rất nhanh nếu không nhanh ngọn lửa của hòa viêm chạm đã sớm tắt không có khả năng kéo thành vệt sáng trong nhiều động tác thế thế mà vắng chém vào khoảng không hại người không mệt xoay người chỉ kịp thấy quân mạc tiếu nhanh chóng nhảy về sau vừa vặn tránh được chiêu hỏa viêm chảm quét ngang này. Kỹ năng chấm dứt, ngọn lửa nhanh chóng lụi tắt, hai người lại đứng im, trục yên hà của Trần Quả cũng chạy tới, nhìn thấy hai người đứng đối mặt, nhưng không dám tùy tiện ra tay. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tu bên cạnh, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy của Diệp Tu. Biểu tình thế này là lần đầu tiên cô thấy được trên mặt Diệp Tu. Cho tới nay, cậu ta đều lơ đáng mà dễ dàng xử lý ổn thỏa các việc liên quan đến vinh quang. Nhưng hôm nay thì sao? Kẻ nhặt mót này lại tạo áp lực lớn đến thế cho cậu ta ư? Trần Quả tinh tường nhớ rõ, dù là buổi tối mấy ngày trước cùng Hoàng Thiếu Thiên chiến đấu ở đấu trường, vẻ mặt của Diệp Tu cũng không nghiêm trang như thế. Trần Quả không dám lên tiếng, Trục Yên Hà lặng yên đứng một bên, lặng lặng nhìn chằm chằm hai người. Nếu không phải trên người tôi có quá nhiều đồ, anh tránh không thoát, hại người không mệt đột nhiên lên tiếng, cách phát âm ngắc chữ đầy máy móc, cứ như không quen nói chuyện. Nếu không phải biết trên người chú em mang nhiều đồ, anh cũng không làm thế đâu, Diệp Tu cười. Nhiều lời vô ích, hai người không mệt chợt nói một câu rồi nhanh chóng vung kiếm chém đến. Đây cũng không phải kỹ năng gì, chỉ là một nhát chém bình thường. Diệp Tu sớm có đề phòng, lập tức thao tác quân mạc tiếu xoay người chớp nhoáng, lập tức cũng bổ ra một kiếm, cũng không phải kỹ năng, chỉ là công kích bình thường. Trong nháy mắt, hai người đao qua kiếm lại, chiến đấu căng thẳng. Như rất ăn ý với nhau, hai người đều chỉ dùng công kích bình thường mà không dùng kỹ năng. Công kích bình thường không có kiếm khí khoa trương hoặc hiệu. Ứng ánh sáng nhưng thao tác của hai người cực nhanh, quanh hai nhân vật đầy tàn ảnh đao kiếm. Trần quả hoàng sợ, PK kiểu đó cô mới gặp lần đầu. Hai người không chỉ ra chiêu nhanh, di chuyển cũng cực nhanh, hai hình bóng nhân vật không ngừng biến hóa vị trí. Cũng may quần áo và trang bị của hai người đều khác nhau, bằng không trần quả e rằng mình không phân biệt được ai với ai hại người không mệt cả người xám xịt, hiển nhiên không phải đồ xa hoa gì. Cũng phải nói, người nhặt mót chả ai mặc đồ hiệu đi nhặt mót cả. Họ phải sống trong sự thù hận của mọi người, mạo hiểm rất lớn, 10 người có 9 người ngã xuống, chơi nguyên cây đồ xịn, tỷ lệ sống còn tăng thêm phần trăm bảo đảm, nhưng lỡ như chết, không phải mất vừa đâu. Có điều trang bị của hại người không mệt dù mộc mạc, ít ra cũng coi như đồng đều. Nhìn đồ của quân mạc tiếu nhà diệp tu này, Trần Quả muốn mếu luôn cũng hóa thành bóng mờ như người ta, quân mạc tiếu rực rỡ sắc màu, như một khối thủy tinh vụn nhiều màu di động, long lanh đến phát ói, chả có chút sát khí nào. So về mặt trang phục thì kém, còn so trình độ với Diệp Tu, Trần Quả vẫn siêu tự tin. Chẳng qua động tác của hai bóng người quá nhanh, Trần Quả thấy không rõ tình thế. Nhưng cô có cách riêng của mình, chỉ cần nhìn màn hình Diệp Tu, ở đó hiển thị thanh máu của quân Mạc Tiếu và thanh máu của hại người không mệt khi chịu công kích, dựa vào đó để phán đoán tình thế ưu khuyết, không phải càng chuẩn, nhưng Trần Quả để ý nhiều lần thì phát hiện ra HP của hai người giảm rất chậm. Điều này đồng nghĩa với việc trông cả hai như đánh nhau kịch liệt nhưng thực chất sát thương tạo ra cực kỳ ít, hai bên khó đánh trúng đối phương. Hơn nữa, hai người còn vừa đánh vừa di chuyển, một lúc sau đã thấy đi được một đoạn đường, Trần Quả không thể không theo sát phía sau. Cô hơi ngứa tay thèm đánh, lại không thể xuống tay với cách chiến đấu như vậy. Nè cần giúp không trần quả nhịn không được cuối cùng hỏi diệp tu câu nói này như mở đầu cho sự biến chuyển hai bóng người đang vờn nhau đột nhiên tách nhau ra hại người không mệt cấp tốc xoay người rơi xuống hai tay đưa nhanh ra trước ngực làm kết ấn động tác nhanh đến độ khiến người ta hoa mắt dù sao với trình độ của mình trần quả không thể thấy được hại người không mệt đang muốn dùng kỹ năng gì hại người không mệt nhanh chóng tạo kết ấn rồi vung kiếm chém ra không còn là ngọn lửa nữa lần này kiếm ra khỏi vỏ biến thành dòng nước, vừa phóng ra lại chia thành từng nhánh nhỏ, bay về phía quân mạc tiếu từ bốn phương tám hướng. Đến mức này, Trần Quả đương nhiên đã nhận ra gió. Đây là một kỹ năng ninja, bách lưu chảm. Tùy tên kỹ năng là chảm, nhưng lại là một kỹ năng khống chế, thương tổn cực thấp. Chúng nhanh chóng xoắn thành nhiều luồng nhỏ, đuổi tới phía sau quân mạc tiếu thì bất chợt mọc từ mặt đất lên, nối từ trên không xuống, tạo thành một cái thủy lao giam quân mạc tiếu vào giữa. Trần Quà thoáng chốc kịp phản ứng, hóa ra cả hai không phải PK, hại người không mệt một mực muốn thoát chiến đảo tàu, lại bị Diệp Tu liên tục quấn lấy. Bây giờ nắm được một cơ hội, hắn ta bèn thi triển Bách Lưu Trảm. Bách Lưu Trảm ngưng tụ thành Thủy Lao, thời gian kéo dài khi tăng mắc cấp phải đến nửa phút. Là một kỹ năng không thể phá từ trong, phong ấn mọi di động, nói cách khác, nếu như không có người đánh vỡ từ bên ngoài, nhân vật bị nhốt bên trong chỉ có thể ngu người nửa phút trần quả đang đứng ngoài thủy lao nhưng không phải chỉ đánh vài nhát là có thể phá vỡ nó chờ cô phá xong hại người không mệt đã chạy mất dạng rồi một mặt quấn lấy hại người không mệt một mặt nhanh chóng công kích thủy lao trần quả vãi cả mồ hôi quấn được hại người không mệt đã không thể tin nổi huống chi còn một thân hai việc nhưng mặc kệ thế nào bây giờ mình không thể làm người xem nữa trần quả cắn răng cho hại người không mệt ăn pháo nói thật nếu muốn bám chặt đối thủ không cho thoát nghề cận chiến vẫn dễ khống chế hơn nghề đánh xa thêm trình độ thua kém hại người không mệt và nghề bậc thầy pháo súng không thích hợp trong lòng trần quả đầy bi quan không ngăn được nó chạy nhưng nếu nó không chạy thì sao trần quả đột nhiên nảy ra ý tưởng hấp tấp không nghĩ kỹ đã lập tức thốt ra câu khích tướng mon thì chú mày đừng chạy không sao có chạy cũng không được tiếng trả lời trần quả không phải của hại người không mệt trần quả hơi ngạc nhiên thì thấy một bóng người sặc sỡ óng ánh lao về phía hại người không mệt mà lúc này trần quả còn chưa thực hiện thao tác ngăn chặn khi khích tướng xong đâu hả trần quả thắc mắc xoay góc nhìn nơi bách lưu trảm tạo thủy lao không hề có ai ở trong tất nhiên là diệp tu đã tránh thoát thủy lao phải há còn khả năng này nữa trần quả nghĩ mà khó hiểu vì sao cô cứ khăng khăng quân mạc tiếu sẽ bị thủy lao của bách lưu trảm giam cầm trước đó nhỉ vấn đề này đã có người thay cô hỏi không thể nào cô nghe thấy giọng nói khô khốc của hại người không mệt vang lên sao lại không thể đáp lời là diệp tu làm sao anh biết tôi sẽ dùng bách lưu trảm hại người không mệt nói trần quả giật mình vì sao cô cho rằng diệp tu không tránh được bách lưu trảm bởi vì thời điểm hại người không mệt ra chiêu bách lưu trảm hắn ta dường như đã đem tất cả đặc điểm đánh lén mà một ninja am hiểu phát huy đến cực hạn sau khi hại người không mệt trải qua hòa viêm trảm biết đối thủ trước mặt kinh nghiệm phong phú tuy rằng ninja kết ấn có thể nhanh hơn pháp sư đọc phép nhưng kết ấn bị đối phương nhìn thấu chẳng khác gì mất đi thế chủ động tỷ lệ chúng mục tiêu của kỹ năng chịu ảnh hưởng lớn cho nên hắn lựa chọn thời cơ như vậy trong nháy mắt lướt qua vai di chuyển hắn nhanh chóng xoay người rớt xuống hoàn thành kết ấn bách lưu trảm toàn bộ quá trình quân mạc tiếu đều đưa lưng về phía hắn không thể nào thấy được động tác kết ấn của hại người không mệt mà kết ấn lại không hề gây tiếng động không thể nghe mà phán đoán được Tình cảnh ấy khiến Trần Quả bất giác cảm thấy chiêu bách lưu trảm này chắc chắn thành công, bắt đầu nghĩ cách đối phó về sau. Ai rẻ quân mạc tiếu không bị thủy lao gây khó dễ, ngay cả hại người không mệt cũng không hiểu nổi. Trần Quả thì sao? Cô nhanh chóng hiểu ra. Ai chữ bách khoa sống của Vinh Quang, đại thần Diệp Thu thân kinh bách chiến, nhiều thứ người thường phải xem xét, Diệp Thu chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng hiểu rõ. Thao tác mau thì thế nào, ý đồ của chú vẫn bị đối thủ tính hết, thao tác có nhanh mấy cũng bị đối thủ đoán trước nhanh cũng thành chậm ha ha trình độ của chú không thấp nên anh phải dùng chút mánh khóe đó ngờ đâu trần quả nghe thấy diệp tu trả lời đối thủ như vậy mánh khóe trần quả khó hiểu mà khi đó diệp tu lại thao tác quân mạc tiếu vờn nhau với hại người không mệt mánh khóe đó là gì hại người không mệt hỏi diệp tu chỉ đáp lại bằng một emo mỉm cười ẩn ý là biết mà hồng nói mánh khóe đó là gì Trần Quả cũng vô cùng tò mò, nhưng nhìn hai người quần ẩu, cô cũng không dám hỏi, mà bắt đầu chú ý Diệp Tu có hành động đặc biệt gì không. Thế là cô nhanh chóng phát hiện, đù má, chú mày thì chơi bẩn quá, dám lén màn hình của chị. Trần Quả nhảy dựng kêu to, thời điểm hại người không mệt biến mất khỏi góc nhìn quân mạc tiếu, Diệp Tu lập tức quay đầu ngó góc nhìn thứ ba của trục yên hà bên máy Trần Quả. Rồi sau đó thao tác vô cùng trôi chảy, chả thấy xấu hổ mị gì chương 467, đây là một cơ hội khinh bỉ, lần này thì Trần Quả thật sự khinh bỉ. Bách khoa toàn thư gì gì, đại thần gì gì, thần tượng gì gì đều không thể ngăn được sự khinh bỉ hiện tại của Trần Quả. Lén nhìn màn hình người khác, đây là hành vi mất mặt cỡ nào? Chơi ở trên mạng, có muốn nhìn lén cũng không có cơ hội, nhưng chỗ Trần Quả là tiệm nét, những hành vi thế này ở tiệm nét thì có cả đống. Ba bốn thằng bạn ngồi chung với nhau chơi vinh quang, rồi thì mỗi người đều lén lút nhìn đông ngó tây trần quả mỗi lần nhìn thấy loại hành động này đều nghĩ bị ổi hết sức bị ổi hôm nay cùng đại thần đi dình hôi của trần quả đã thấy đủ bị ổi rồi vậy mà giờ lại tận mắt trông thấy hành vi vô lại này trần quả cảm thấy có chút không chịu nổi vì giành chiến thắng tên này quả thực không chừa thủ đoạn cậu thật quá vô sỉ trần quả không lo quấy giày diệp tu nữa quay sang hét vào tai hắn đừng có lộn xộn chắn hết màn hình rồi Diệp Tu thế mà vẫn đang ngó góc nhìn của Trần Quả. Trần Quả quyết đoán dê con chuột, chuyển góc nhìn qua một bên. Mặt dày vô đối, Trần Quả tiếp tục gia tăng chỉ trích, còn kích động đường nhu ngồi bên cạnh, quá vô sỉ đúng không? Ờ, thế hả? Không ngờ đường nhu lại tỏ vẻ khó hiểu. Trần Quả vô cùng buồn bực, đường nhu là người mới chơi, thế mà cô quá sơ suất, cứ mặc em ấy lăn lộn cùng Diệp Tu, kết quả không hình thành được cách chơi vinh quang chính trực hành vi vô lại bị ổi như vậy mà em ấy vẫn cho rằng chả sao cả, nhìn trộm màn hình người khác, quá mất nết đúng không? Trần Quả vội vàng kéo đường Nhu quay về con đường lương thiện. Chuyện này, hình như chị cũng làm mà. Đường Nhu nói, à, lúc ấy, lúc ấy mọi người chỉ đang chơi đùa thôi, liên quan gì chứ? Trần Quả tùy tiện cười ha ha, giờ không phải đang chơi đùa à? Đường Nhu hỏi, ơ, ờ, Trần Quả hơi giật mình. Sau khi âm thầm suy nghĩ lại, Cô phát hiện hình như cô thật sự hiểu lầm rồi. Cô từ trước tới giờ vẫn luôn hướng Diệp Tu tới hình tượng đại thần mà cô đắp nặn lên. Những chuyện như nhìn trộm màn hình người khác, người khác làm, thậm chí bản thân cô làm, cô vẫn thấy nó là vô hại. Chỉ cần không sử dụng mấy thủ đoạn vô sỉ như vậy trong những thời điểm thi đấu chính thức là được. Nhưng còn Diệp Tu thì sao? Cô vẫn luôn kỳ vọng đối phương sẽ hoàn mỹ giống như đại thần mà cô từng mong ước. Cho nên khi Diệp Tu làm ra hành động như vậy, cô lập tức thấy không thể chấp nhận được nói cách khác cô mới là người để ý đến hình tượng đại thần hơn cả diệp tu là do yêu cầu của cô quá hà khắc rồi ư trần quả bỗng dưng nghĩ đến một số ngôi sao thuộc các lĩnh vực khác những sai lầm mà người thường hay mắc phải nếu xảy ra từ bất kỳ nhân vật công chúng nào ắt sẽ bị phóng đại phóng đại rồi lại phóng đại tới vô hạn người nổi tiếng dường như bị xã hội áp đặt quá nhiều trách nhiệm mà diệp tu luôn ẩn mình phía sau tấm màn có phải cũng bởi vì nguyên nhân này không? Cậu ta không muốn sống dưới ánh hào quang để rồi bị ép phải làm nhiều chuyện cậu ta không muốn. Trần Quả nghĩ như vậy, rồi lặng lẽ quay góc nhìn của cô trở lại, lần nữa tập trung vào hai người hãy còn đang dây dưa. Ê, Trần Quả kêu Diệp Tu một tiếng, ý bảo cậu có thể nhìn tiếp rồi. Ờ, Diệp cô đáp lời, lập tức quay đầu qua nhìn. Cái vẻ chuyện này chả có gì là hèn hạ cả làm Trần Quả suýt chút nữa lại bùng cháy. Kiềm chế nhấn nại giống như bọn mình lúc bình thường ấy mà chỉ là đang chơi trò chơi thôi nghĩ mà em nếu như giờ mình đang tham gia đoàn chiến giữa các công hội giả dụ bên cạnh có cơ hội có thể lợi dụng được e là mình cũng chẳng bỏ qua trần quả không ngừng nhắc nhở bản thân mấy thủ đoạn nho nhỏ này của chú vô dụng thôi ai ngờ trần quả lại nghe thấy diệp tu nói vậy với hại người không mệt lập tức có xúc động muốn nện máy tính vào đầu thằng này thủ đoạn của đối thủ vô dụng là vì sao mà vô dụng cơ còn không phải cậu nhìn trộm màn hình của chị à coi như chị nhẫn nhịn đi nhưng mà cậu cũng đừng có dương dương tự đắc như thế chứ đây là loại chiến thuật đáng được ca tụng đáng để đắc ý đấy à trong lúc nói chuyện hại người không mệt nghiêng người một cái lăn đi trở tay ném ra trong tay còn nắm một sợi dây thừng dài kiếm ninja ra thoáng cái biến thành phi đao kéo dài cự ly công kích còn có thể thu lại bên phía diệp tu thân hình quân mạc tiếu thoáng nghiêng vung kiếm lên con trỏ chỉ đúng vào kiếm ninja đang bay tới một kiếm bất ngờ đánh tan công kích đây không nghi ngờ gì là một thao tác rất đẹp mắt rất đặc sắc bình thường mắt trần quả đã sáng rực từ lâu nhưng bây giờ cô lại kìm nén xúc động muốn khen hay của mình mượn một kích này hại người không mệt lại kéo dài khoảng cách dây dưa thêm lần nữa rằng có lâu như vậy hại người không mệt đã sáng tỏ có thể kéo dài khoảng cách với người trước mặt đến mức này thôi cũng chẳng dễ dàng gì đây đã xem như một cơ hội thoát thân tốt rồi hại người không mệt lách người muốn chạy trốn chợt một tia sáng lóe lên kiếm của quân mạc tiếu đã đuổi tới nhưng mà hại người không mệt đã tính toán độ dài vũ khí của đối phương từ trước hắn phải phi kiếm ninja đi mới công kích tới chỉ dựa vào trường kiếm một chiêu này không thể chạm vào người hắn trái ngược với điều mà hắn tưởng không thể đường kiếm ấy vẫn bất ngờ chém đến trước mặt hại người không mệt sau khi kinh hãi cẩn thận nhìn lại hóa ra kiếm của đối phương cũng ném ra hại người không mệt rất bất ngờ đây là cách thức công kích gì thế kiếm ninja của hắn có buộc dây thừng kéo lại được nên mới có thể làm vậy vũ khí bình thường làm vẫn được nhưng vũ khí bay ra ngoài sẽ tính là rơi vũ khí vì một chiêu xem ra chả lấy gì làm sắc bén mà từ bỏ vũ khí của mình ư hại người không mệt không thể hiểu nổi nhưng cũng không định bỏ qua là một người nhặt mót thấy đồ liền nhặt đây là tố chất cơ bản hại người không mệt vung đao chém xuống giống với thao tác vừa rồi của diệp tu, hắn định nhặt lấy thanh kiếm rơi xuống đất rồi mới tính sau. nào ngờ thấy đối phương sau khi ném kiếm, tay vươn ra vẫn không ngừng lại, tiếp tục đâm về phía bản thân, trong tay dường như đang cầm thứ gì. muốn làm gì đây? khi hại người không mệt còn chả hiểu mô tê gì, kiếm ninja đã đánh lên kiếm, một tiếng keng vang lên, đồng thời mơ hồ nghe tiếng, cạch thứ trong tay đối phương tựa hồ đã chạm vào kiếm. rồi sau đó, rồi sau đó thanh kiếm bị mình chém lên vậy mà không rơi xuống tiếp tục đâm thẳng tới hại người không mệt muốn trốn cũng chẳng kịp bị một chiêu này đâm chính diện chẳng qua lượng máu tụt không nhiều hắn đang chuẩn bị nhảy về sau tiếp tục lẩn tránh thì sau đó người đã bay lên không trung trời đất quay cuồng một hồi rồi đầu cắm thẳng xuống mặt đất viên vũ côn hại người không mệt kinh ngạc kêu lên đúng vậy diệp tu nói anh 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 rốt cuộc là nghề gì Thanh vũ khí này của anh là thế nào? Tuy giọng điệu cứng đờ, hại người không mệt vẫn nhanh chóng hỏi lại. Anh bảo này, phản ứng của chú có phải hơi chỉ độn quá không? Diệp Tu giật mình, mà hại người không mệt lúc này rõ ràng đã xem qua thông tin của quân mạc tiếu, cấp 52. Không nghề nghiệp, ờ, à, Diệp Tu cũng ngạc nhiên, hắn cho rằng đối phương đã sớm biết rồi. Không nhìn được thông tin vũ khí, đây là, vũ khí bạc, hại người không mệt nói tiếp, chú em mà Thú không xem tin tức à, Diệp Tu hơi ngẩn người, xứng sờ cùng Trần Quả nhìn nhau, trục yên hà của Trần Quả cách hai người không xa, đương nhiên có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Rất rõ ràng, cái tên hại người không mệt này không hề biết đến quân mạc tiếu. Tin tức gì, tên kia quả nhiên cất tiếng hỏi, anh mày dạo này hot lắm nha, không thể ngờ còn có người chơi vinh quang không biết anh. Thật bất ngờ, Diệp Tu nói, Trần Quả câm nín rồi, câu giới thiệu thế này chú mày nhường người khác nói thì chết à. Tự bình luận về bản thân như vậy, mày có thấy ngượng không? Tuy những chuyện này đều là sự thật. Anh, là ai? Hại người không mệt vừa hỏi xong, đột nhiên có rất nhiều tiếng hô hoán truyền tới. Ở bên kia kìa, hóa ra bọn chúng cùng một phe, đừng để bọn chúng chạy mất. Diệp Tu vội chuyển góc nhìn xem xét, đám người của ba công hội lớn đang từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhào tới. Hắn dây dưa với hại người không mệt phe này hơi lâu. Ba công hội lớn ban đầu hơi bị loạn, nhưng thời gian qua lâu, cuối cùng cũng phát hiện mình bị quân Mạc Tiếu phá đám từ bên trong, dính vào một màn hỗn chiến chả có ý nghĩa gì hết. Sau khi tỉnh ngộ bèn hướng bên trên xin chỉ thị, cấp trên liền vỗ bàn khen, "Hay, các công hội lớn chậm chạp không động thủ với quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, vì sao á? Còn không phải bởi vì danh tiếng của hắn quá lớn, đuổi giết có khả năng dẫn tới nhiều sự chú ý, công hội của các câu lạc bộ luôn chú trọng hình tượng, muốn đuổi giết ai" cũng phải kiếm lý do mà mọi người có thể chấp nhận được. Với nhân vật công chúng như ID quân Mạc Tiếu thì càng phải lưu ý, hiện giờ, tên này ra tay đập chết hội trưởng của hai công hội, dẫn tới hỗn loạn, lý do này có thể miễn cưỡng dùng một lần. Mà hiện tại, bọn họ còn nhìn thấy quân Mạc Tiếu đứng cùng hại người không mệt, lập tức cảm thấy vui mừng. Hại người không mệt cũng coi như người nổi tiếng, hơn nữa còn là tiếng xấu truyền xa. Người từng bị hắn ta nhặt mất trang bị đều luôn ngóng trông hắn chết sớm. Các công hội lớn không phải chưa từng có ý đồ với hắn, ban đầu họ đều mong muốn lôi kéo. Dù sao ai cũng phát hiện hại người không mệt là một cao thủ, mà sứ mệnh to lớn của công hội dưới trướng câu lạc bộ trong game chính là phát hiện các cao thủ, lôi kéo cao thủ sau đó tiến cử họ vào câu lạc bộ. Nào ngờ tên hại người không mệt này cả ngày chẳng thấy tâm hơi, cũng không mở chức năng kết bạn khó khăn lắm mới gặp được thì chưa nói đến việc thỏa thuận đàm phán gì không bị hắn thó mất trang bị là may mắn lắm rồi rốt cuộc khiến công hội của câu lạc bộ mất hết kiên nhẫn chuẩn bị sẵn sàng đối phó khi có hoạt động phải đề phòng thằng này hôi của khi có cơ hội phải tìm cách tiếp cận làm quen nhưng từ đó đến đến nay nghe đồn những kẻ có ý định lôi kéo đều chết hết rồi đương nhiên các công hội lớn đều kiên quyết phủ nhận Chuyện mình nhiệt tình mời mọc còn bị tạt cho xô nước đá mà truyền ra ngoài thì mất mặt khỏi bàn. Giờ trông thấy hại người không mệt cùng quân Mạc Tiếu chạy sang bên này, mấy thành viên cốt lõi nắm gió tình hình nội bộ của các công hội đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh. Đây là một cái bẫy, quân Mạc Tiếu kiếm chuyện gây hỗn loạn, hại người không mệt ra tay hôi của, hai tên này chính là một phe, giết. Hét vang một tiếng, người của ba công hội vừa đuổi tới lập tức ùa lên. Không những thế, nhân số vẫn đang gia tăng. Cuối cùng cũng có cơ hội đuổi giết quân Mạc Tiếu rồi, hơn nữa, còn là một hòn đá trúng hai đích. Vì có cả hai người không mệt, sau khi nhanh chóng báo cáo tình huống lên cấp trên, đám công hội lớn ngay lập tức quyết định, đách cần biết chuyện này có đúng hay không, cứ cho bọn chúng một trận cái đá. Ghi hình, ghi hình cả hai thằng đó lại, mệnh lệnh đã được nhanh chóng truyền xuống. Chương 468, không chịu ăn bơ, chạy mau. Diệp Tu vừa thấy, Bèn vội vã xoay góc nhìn kêu hại người không mệt. Ngờ đầu hắn chỉ mới quay đầu nhìn đám công hội trong tích tắc, hại người không mệt đã chuồn được n bước. Không có nghĩa khí gì hết, chuồn cũng không báo trước một tiếng, Diệp Tu vừa chạy vừa mắng. Hại người không mệt đang chạy đằng trước nghe thế liền khựng lại. Mình đang trốn cơ mà, nếu không phải tên này cứ bám cứng ngắc thì hẳn giờ mình đã chạy mất dạng rồi. Đừng cho chúng thoát chiến, người chơi của công hội lớn kinh nghiệm phong phú biết có thể ló cao khi thoát chiến. Khoa học kỹ thuật phát triển, ló cao bây giờ rất nhanh, đừng hy vọng nhân vật sẽ đứng yên chờ chết. Trừ khi nhân vật đang trong trạng thái chiến đấu, cưỡng chế đóng trò chơi thì nhân vật sẽ bị kẹt lại, giết chục lần cũng được. Tiếng lệnh vừa ra, lửa đạn và pháp thuật của các nghề đánh xa ảo ảo đổ xuống. Tuy không bắn chúng, nhưng trạng thái chiến đấu không tính từ việc có bị thương hay không, nó do hệ thống quyết định quân mặc tiếu của Diệp Tu và hại người không mệt đánh nãy giờ, vốn là trạng thái chiến đấu, không thể thoát được, nhìn các công hội còn cẩn thận như vậy, thật uổng phí một phen trốn thoát. Trần Quả cũng rất khẩn trương, nghe Diệp Tu hô liền nhanh chóng phi pháo trốn chạy. Chạy hồi mới phát hiện, cô không ở trong trạng thái chiến đấu, trong mắt mấy công hội chỉ có quân mặc tiếu và hại người không mệt, cô hoàn toàn trở thành người qua đường. Trần Quả giận dữ, thấy vẫn không ai để ý, lập tức sử dụng luôn đại chiêu ba công hội lớn đa ngất tập trung, chỉ dán mắt vào quân mạc tiếu và hại người không mệt, cố gắng công kích, cố gắng quay hình. Bỗng cảm thấy trước mặt lóe sáng, người chơi có kinh nghiệm hoảng sợ biến sắc, nâng góc nhìn xem thử, quả nhiên phát hiện một chiêu vệ tinh xạ tuyến của bậc thầy pháo súng ập mạnh tới. Trùm sáng rơi xuống đất, tạo nên một đợt khí lưu thổi bay tả áo nhân vật. Khu vực chính giữa bị chùm sáng bao phủ đương nhiên ăn cả chiêu, máu rớt không ít. Trần quả còn chưa đã nghiền, tiếp tục thao tác đại chiêu phân thành những cột sáng nhỏ. Đám người chơi nào dám chậm chế, chạy ngược chạy xuôi, một đoàn hỗn loạn. Trần quả bị ăn bơ xem như xả được cơn giận, đắc ý không thôi. Tiếp đó chợt nghe Diệp Tu ở cạnh ra chiều bất đắc dĩ, còn chơi gì nữa, chạy mau, kỹ năng này của Trần Quả còn có thể dùng thêm một lát. Nhưng nổ ngay đầu rồi, người của ba công hội làm gì không biết. Đủ chiêu công kích vứt ảo ảo về phía cô, Diệp Tu cũng đã tận lực nhắc nhở, với kỹ thuật và trình độ của Trần Quả, cục diện này chẳng khác gì cừu rơi vào bầy sói. Trục Yên Hà còn chưa chạy được. Hai bước, liền bị đủ loại kỹ năng gào thét vây quanh, chết ngay tại chỗ. Chị thật là, không nổi bận thì chết à. Diệp Tu bình luận, hừ, chị muốn đó. Trần Quả mạnh miệng, xong cũng ngay lập tức mở khung vật phẩm. 100% sẽ mất tiền và kinh nghiệm, chủ yếu là trang bị thôi, má. Ai ngờ vừa mở xem, trần quả cũng tức giận buông câu chửi thề khung trang bị rớt mất hai món tay còn trống trơn cô thế nhưng rớt luôn vũ khí vũ khí là thứ người chơi vô cùng coi trọng cứ hễ vung tiền đầu tư là sẽ nghĩ tới đầu tiên mà với trường hợp rơi đồ bên ngoài hệ thống cũng khá bình đẳng tỷ lệ rơi của vũ khí và đai lưng ngang nhau trần quả rơi cả hai món không nói lại chúng ngay chóc vũ khí ăn ở quả thực tệ lắm luôn chật 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 chật, Diệp Tu ở bên cạnh liên tục lắc đầu. Kệ mẹ nó, sướng trước tính sau, nhìn Diệp Tu như vậy, Trần Quả tiếp tục mạnh miệng. Nhưng cô chỉ nói thế thôi, chiêu vệ tinh xả tuyến kia là do cô nhất thời xúc động, không hề nghĩ tới hậu quả. Mình không giết được ai mà còn bị người ta giết, chết thì cũng thôi, giờ ngay cả cây pháo hoa hồng màu tím cấp 70 cũng rơi mất, Trần Quả thật sự rất muốn khóc. Đừng khóc đừng khóc, cái cũ không đi, cái mới không tới, Ai ngờ, Diệp Tu thật sự lẩm bẩm an ủi. Ai khóc chứ, Trần Quà tiếp tục tỏ ra ngang ngạnh, nhưng hành động của cô đã bán đứng cô mất. Lúc này, Trần Quà buồn tới nổi ngay cả hồi sinh cũng quên khuấy, ngỡ ngàng nhìn xác mình nằm trên đất. Mà những thứ rớt từ người cô chẳng biết đã bị ai lấy đi. Pháo hạng nặng hoa hồng chỉ là, Diệp Tu chuẩn bị phân tích giá trị trang bị để Trần Quà đỡ buồn, ngoảnh đầu thấy bộ dạng ỉu xìu của cô, hắn liền thôi. Dưới con mắt của một đại thần chuyên nghiệp, pháo hoa hồng không là gì với hắn. Nhưng với một người chơi thường, bất kỳ món trang bị tím cấp 70 nào cũng không dễ có. Tỷ lệ rớt trang bị tím không cao, 70 lại là mắc cấp, hiếm trang bị cần đổi mới, cho nên, trang bị cấp 70 dù là đồ xanh vẫn rất đáng giá. Một món trang bị tím cũng không phải chuyện khó với những thành viên chủ chốt trong công hội. Bởi vì họ có ưu thế nguồn lực, công hội đông dân nhiều đội ngũ, rời mấy món này phải ưu tiên họ trước. Còn người chơi thường lại rất gian khổ, phải không ngừng đánh phó bản, hơn nữa đồ rơi ra cũng chưa chắc rớt vào túi mình. Hoặc có thể tìm mua trên thị trường, nhưng hàng hiếm thì làm gì có chuyện giá thấp, thật ra đối với Trần Quả, chuyện đốt tiền mua đồ tím không hề khó. Nhưng Diệp Tu ở cùng với cô hai tháng, biết xếp Trần rất coi trọng trò chơi, chưa bao giờ bỏ tiền thật vào game. Một người chơi như thế, nếu đánh rơi đồ tím sẽ rất đau lòng đau lòng lại chẳng làm được gì bởi vì thần chi lĩnh vực có thiết lập khác với khu thường trang bị ở thần chi lĩnh vực không bị cố định nếu trang bị ở thần chi lĩnh vực cũng cố định ai có hàng xịn chỉ cần buộc định vô lo vô nghĩ thì làm gì có nghề nhặt mót còn những trang bị kiếm được ở khu thường tuy có thể buộc định nhưng đều là mặt hàng cấp thấp ở thần chi lĩnh vực ngoại trừ phân giải đổi thành vật liệu thì không còn giá trị gì khác ngay cả em nào hôi của nhặt được cũng sẽ thầm than xui xẻo thấy mặt mày Trần Quả ủ rũ, Diệp Tu không dùng quan điểm của một đại thần mà coi khinh tổn thất của Trần Quả nữa. Còn rớt gì nữa không? Diệp Tu hỏi, đầu cũng bị rớt rồi, Trần Quả nói. Đầu chính là trang bị trên đầu, không nhất định là mũ, có khi là khăn đội đầu, đồ che mặt hoặc vật trang sức. Đôi khi còn có mấy thứ như kẹo sinh gâm hay điếu thuốc, trang bị trong vinh quang cũng khá đa dạng. Diệp Tu biết trang bị trên đầu trục yên hà là một sợi dây buộc tóc, Trục yên hà trong trò chơi cột đuôi ngựa giống hệt cô ngoài đời. Hiện tại dây buộc tóc bị rớt, thi thể Trục yên hà nằm trên đất tóc tai bù xù. Diệp Tu nhìn xuống ý định châm chọc, gật đầu nói, đừng lo, pháo sẽ có, dây cột tóc cũng có luôn. Hả, Trần Quả đang thất thần chợt giật mình tỉnh hẳn. Cậu định làm gì? Trần Quả như nhận ra điều gì? Tôi định nhặt mót, Diệp Tu nói, quân mạc tiếu ngừng bước, xoay người lại. Cậu điên à, cậu làm như mình là siêu, Lời còn chưa dứt, Trần Quả đã thấy quân Mạc Tiếu nhanh chóng xoay ngược về, chạy băng băng. Cậu, cậu, Trần Quả khó hiểu. Tôi muốn quay về coi thử, đội của họ có nhiều bậc thầy pháo súng hay không, Diệp Tu nói. Cậu tự bảo vệ mình trước đã, trang bị rồi sẽ có lại, không sao cả, Trần Quả nói xong liền cho Trục Yên Hà hồi sinh. Ngoại trừ trang bị, kinh nghiệm và tiền cũng rớt, một lần tuột kinh nghiệm, đừng nhìn đẳng cấp vẫn còn là 70 mà lầm, thật ra thuộc tính nên có đã bị giảm mất, ngay cả thuộc tính của trang bị cũng giảm. Cấp không rớt, chẳng qua nhằm đề phòng người chơi cố ý tụt cấp làm mấy nhiệm vụ hoặc phó bản quy định cấp bậc thôi. Bây giờ, thuộc tính rớt nhưng cấp không rớt, tức chết người chơi mà. Chị làm gì thì, tôi đi làm chuyện lớn đây, Diệp Tu vừa thao tác vừa sắn tay áo. Cậu có thể trốn được thì nói tiếp, Trần Quả nhìn màn hình Diệp Tu, giờ không chỉ bị đuổi phía sau, phía trước cũng bị người chặn nốt các công hội cuối cùng cũng có cơ hội. Giết boss người áp tải hoang dã, một đoàn là đủ, nhưng giết boss Diệp Thu, càng đông càng tốt. Ồ, Gia Vương Triều, Gia Vương Triều thì tốt. Diệp Tu nói, tốt gì cơ, Gia Vương Triều sẽ có nhiều bậc thầy pháo xuống hơn Ngoặc kép, Diệp Tu nói, cậu, thần quả ngây người, không cần, thoát thân quan trọng hơn, pháo hoa hồng thôi mà, chị nạp tiền là được. Vũ khí của ổ mà rớt thì phải làm sao đây? Sai, thật ra vũ khí bạc rớt mới không lo nhất trang bị của mấy chị phải tốn thời gian tìm kiếm nhưng vũ khí bạc thì sao tôi có thể làm ra một cái thì cũng có thể làm ra cái thứ hai chị biết khước tà của nhất diệp chi thu thực tế có bao nhiêu cây không diệp tu nói không biết ba cây lận đó ngoại trừ một cây trên người nhất diệp chi thu còn hai cây chuyên dùng để nghiên cứu nữa hư thì làm lại cây khác diệp tu nói vậy như cậu nói vũ khí bạc chẳng phải sẽ mất giá nhất trở thành hàng trưng đầy đường ư, tất nhiên không phải, Diệp Tu nói, vật liệu hiếm sẽ hạn chế số lượng của vũ khí bạc. Nhưng hàng của tôi mới 45 thôi, chưa tới mức đó đâu. Hơn nữa trong quá trình tăng lên 70 về sau không biết phải hư thêm bao nhiêu lần, nên chị đừng lo, đây chỉ là sản phẩm giang dở thôi. Ồ, hơn nữa, tôi cũng muốn làm quen với người có thể khiến mình rơi trang bị lắm, Diệp Tu nói. Thôi đừng mong nữa, nhiều quá chú mày biết không hết đâu, Trần Quả nói. Ha ha, vừa nói phía trước đã có một em rồi. Chị xem chú em ninja kia kìa, chạy trốn không chuyên tâm tẹo nào, dọc đường luôn rình coi tôi, chắc thèm món vũ khí của tôi lắm đây. Diệp Tu nói, chương 469, lối thoát Diệp Tu trả giữ ý giữ tứ, cứ nói toáng lên cho cả trộm nghe. Trần Quả ngồi cạnh còn nghe thấy huống gì hại người không mệt chạy ngay đằng trước. Bị Diệp Tu huỵch vẹn vậy nhưng hại người không mệt cũng không thèm đáp, chỉ lạnh lùng hừ hừ. Này, Chú định chạy hướng nào đấy?" Diệp Tu hỏi, hai người cũng chạy được một lúc rồi, Diệp Tu vẫn để Quân Mạc Tiếu bám theo Hại Người Không Mệt, nhưng rốt cuộc cũng không đoán gã ta nghĩ gì. "Chú mang bao nhiêu cân?" Thấy Hại Người Không Mệt không chịu tiết lộ, Diệp Tu lại đổi đề tài. Kết quả là Hại Người Không Mệt vẫn im thin thít, tập trung chuyên môn chạy. Bỗng nhiên phía sau vang tiếng súng, âm thanh rất gần, Hại Người Không Mệt từng ra vô giữa đám hỗn loạn, nghe nhạc hiệu đoán chương trình nhiều lần ngay lập tức cũng không lăn người né tránh mà khẽ ngoái lại nhìn đúng lúc bắt quả tang nòng súng trong tay quân mạc tiếu đang bốc khói làm gì vậy hại người không mệt nổi điên anh tưởng chú điếc diệp tu đáp ngoặc kép ngoặc kép hại người không mệt muốn quất hắn lắm rồi mà tình hình không cho phép truy binh sau lưng đã gần lại không ít trong lúc hai người rằng co nhóm xả thủ đá nhà đạn tới tấp đằng trước cũng có một đội đang dàn trận sẵn sàng chào đón tình cảnh có hơi hiểm nghèo hại người không mệt hoàn toàn không muốn lãng phí thời giờ với diệp tu chạy được mấy bước chợt đổi hướng định nhảy lên nóc nhà bên cạnh ý tưởng nghèo nàn quá chú em không sợ có mai phục à lần này diệp tu không bám theo quân mạc tiếu đứng trên đường nhìn hại người không mệt chuẩn bị nhảy nóc nhà hại người không mệt vẫn không nói không rằng nhảy lên cắm kiếm ninja vào tường nhún lên nó lấy đà thao tác vô cùng lưu loát qua đến nửa sông đánh giữa dòng đã từng nghe chưa Diệp Tu vẫn thao thao, hại người không mệt thì hoàn toàn đách để ý, trèo tường, cũng tương tự thế, Diệp Tu tiếp tục nói. Hại người không mệt còn muốn bơ đi, nhưng đột nhiên trước mắt lóe lên ánh sáng thì biết gai to. Nào còn dám nhảy tiếp, đạp tường lộn người về sau, chỉ thấy một đảo vệ tinh xạ tuyến giáng từ trên trời, rồi thẳng vào vị trí mình vừa đứng. Dòng khí của vệ tinh xạ tuyến còn làm hại người không mệt bắn ra xa, lúc rơi xuống đất thì dùng ngay chịu thân rồi mới đứng dậy hiển nhiên là dù không bị oánh chúng nhưng vẫn bị ảnh hưởng lớn, nếu không phải thao tác thuần thục, đảm bảo trục đất ngay. Né khá phết, Diệp Tu khen một câu, vài cột sáng nhỏ của vệ tinh xạ tuyến kia cũng nhắm về phía hắn, chẳng qua đều bị hắn né tránh dễ dàng. Tiếp theo chú định nhảy sang bên kia hả? Diệp Tu vừa né vừa hỏi hại người không mệt, có ý gì thì nói mẹ đi, hại người. Không mệt nổi cáo, sau chiêu vệ tinh xạ tuyến, hắn đã thấy nóc nhà bên kia cũng có người mai phục tuy không nhiều, nhưng muốn trèo tường cũng phải tốn sức, chỉ cần mấy kẻ phục sẵn trên kia nhà cho mấy viên kẹo đồng thì cũng xong đời. Hại người không mệt đảo mắt nhìn hướng khác, lối thoát nào hắn chọn cũng có người đứng trực sẵn. Hại người không mệt bắt đầu xoắn quẩy, hắn nhặt mót không phải lần đầu, cũng có khi còn thu hoạch được nhiều hơn hôm nay, nhưng có bao giờ gặp công hội nào gióng trống khua chiêng lớn đến thế, hôm nay làm sao vậy không biết. Hay là mình hôi được món gì quan trọng rồi, hại người không mệt tay nhanh mắt lẻ, lúc cuốm đồ cũng kiểm tra trang bị trong ấn tượng quả là chả có món nào đặc biệt cực phẩm cả thế nhưng trước cảnh tượng đuổi cùng giết tận này hắn cũng bắt đầu nghi ngờ mà mở túi đồ ra xem kết quả đúng là chả có món cực phẩm nào đến độ kinh thiên động địa cả thật ra lối thoát ở đâu cũng có chủ yếu là chú có năng lực xông ra không thôi diệp tu đột ngột nhổ một câu đừng có làm nhảm nữa được không hại người không mệt sốt ruột nhìn nhóm người đứng hai bên nóc nhà bầy sẵn tư thế tử thủ trên đường thì một đầu chặn một đầu đuổi theo thật đúng là thiên la địa võng làm mẫu cho chú xem diệp tu nói xong cũng là lúc công kích của vệ tinh xa tuyến chấm dứt nhân vật đột nhiên lao ra dùng chính con đường ban nãy hại người không mệt đã chọn không hề thay đổi hại người không mệt sướng người nhưng thời gian không cho hắn ta nghĩ nhiều đành học theo diệp tu vọt lên quân mặc tiếu chưa đến gần tường cả người đã nhảy lên người đứng canh bên trên sao không thấy có chiêu gì dùng được là lôi ra tấn công hết quân mặc tiếu dơ ô thiên cơ lên đỉnh đầu sau vài tiếng loạt soạt đã xếp thành hình cánh quạt dùng kỹ năng trong chóng máy của kỹ sư máy móc trôi đi một cách quái gở trên không trung tránh né toàn bộ công kích hại người không mệt bực tức thế này mà làm mẫu cái cờ hó gì hắn có máy bay bay lên trời tao là ninja thì lấy đéo đâu ra trong chóng máy bực thì bực vậy chứ hại người không mệt cũng chả còn lựa chọn nào khác lại nhảy lên tường dùng kiếm ninja mượn lực trèo lên Kết quả là thấy mớ áo choàng của Pháp Sư Nguyên Tố bay phần phật, Pháp trượng rất dã man chỉ thẳng vào mình. Hai người không mệt bất đắc đĩ chuẩn bị nhảy ra né tránh thì chợt nghe thấy tiếng súng nổ liên thanh, Pháp Sư Nguyên Tố tóe máu, người lảo đảo, ngã cành, không dậy nữa. Hai người không mệt mừng rỡ, vội vàng tiếp tục trèo lên trên. Góc nhìn khẽ đổi quan sát quân Mạc Tiếu, kết quả là thấy được một cảnh tượng thật không thể tin nổi. Quân Mạc Tiếu dùng trong chóng máy bay giữa không trung nhưng không tìm được cơ hội đặt chân. Thời gian kỹ năng trong trong máy vừa hết, hắn ta đã bắn một cú súng nòng xoay, vừa giúp hại người không mệt hạ tên Pháp Sư Nguyên Tố, vừa dựa vào lực phản chấn của viên đạn để lướt trên không trung. Sau khi cắt ngang Pháp Sư Nguyên Tố ngâm phép, viên đạn vẫn tiếp tục bắn về phía người chơi khác, cả đám đứng gác trên nóc nhà nháo nhào. Nhưng lượng phản chấn sau phát bắn cũng làm quân Mạc Tiếu rời xa khỏi nóc nhà. Nhưng dù thế nào, cục diện trên nóc nhà cũng tạo cơ hội cho hại người không mệt đột phá thấy quân mạc tiếu ngày càng lướt xa hại người không mệt cũng đâm hoảng không ngờ hắn ta lại hy sinh tạo cơ hội cho mình trốn làm gì có chết đéo đâu bỗng đâu vọng lên tiếng gào rú hiển nhiên là có kẻ thấy nhóm canh gác bên này không chặn được thì nhắc nhở chúng đừng quá để ý sát thương đối phương gây nên có chết cũng không cho hai người trèo lên mái nhóm canh mái nhà cũng hoàn hồn Khổ cái là né khi thấy bị tấn công đã là bản năng, càng pro càng thế. Mà người chơi trong thần chi lĩnh vực lại là tinh anh trong công hội lớn, có thói quen này cũng là lẽ tất nhiên. Thế nên khi hại người không mệt hoàn thành cú nhảy cuối cùng, đã được chân lên mái nhà, vùng đao muốn đẩy lùi đám chắn đường. Thì một người chơi bậc thầy pháo súng đứng trước mặt bất chấp chiêu chém cự ly gần của hại người không mệt, khẽ khua súng, sử dụng bạt kích kỹ năng thấp nhất của bậc thầy pháo súng để chọi hại người không mệt. Bản thân chúng thương bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần đẩy được hại người không mệt xuống dưới là tốt rồi. Đậu má, hại người không mệt biết tình thế gai gâu, nhưng hiện tại đã không kịp đổi chiêu, chỉ âm thầm cầu nguyện thần ăn ở bùng nổ đê. Ai ngờ chợt thấy tiếng kiếm vang, một đào ánh sáng ập xuống, là quân mạc tiếu cầm kiếm dáng ngân quang lạc nhẫn xuống giữa không trung. Vào đội, hại người không mệt vừa nghe thấy, trước mắt đã hiện lời mời thêm đội ngũ. Không do dự, Hai người không mệt bùng nổ tốc độ tay, bất chấp dê chuột nhấn đồng ý, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng bấm chậm. Hại người không mệt biết, một chiêu ngân quang lạc nhẫn này có thể giải quyết tình thế trước mắt. Nhưng nếu hắn không cùng đội ngũ với quân mạc tiếu để được miễn trừ thương tổn, thì chiêu này cũng hất hắn bay luôn. Và như thế hắn sẽ lại rơi xuống đường lần nữa. Có thành công không? Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, hại người không mệt không thể nhìn ra là mình bấm đồng ý nhanh hơn hay một kiếm của quân mạc tiếu xuống nhanh hơn chỉ thấy kiếm vừa chạm đất, sóng địa chấn của ngân quang lạc nhẫn lập tức đẩy mọi thứ ra. Tay bậc thầy pháo súng chịu trận đầu, tiên, ngửa mặt văng xa, lại vội vàng chịu thân, tuy không ngã nhưng cũng mất cơ hội chặn đường. Hải người không mệt đâu, hải người không mệt rốt cuộc cũng đứng vững trên mái nhà, hắn đã kịp vào đội ngũ ngay trước khi ngân quang lạc nhẫn chạm đất. Động tác không chậm, hải người không mệt nghe thấy quân mạc tiếu nói, ngay khi ngân quang lạc nhẫn chạm đất, tên này đã lăn một vòng, lại vọt lên tấn công bậc thầy pháo súng. Hai người không mệt không kịp phản ứng. Vừa rồi tên này bắn súng nòng xoay giữa không trung nên bị đẩy ra xa. Thế quái nào nhoáng cái đá vọt tới bên cạnh mình rồi. Hai người không mệt muốn ngoái lại nhìn, chỉ thấy bóng quân mạc tiếu sau lưng đang bất lực chới với dụng dần đều. Thuận phân thân, hai người không mệt chính là một ninja, rất quen thuộc kỹ năng này. Thi triển thuận phân thân giữa không trung như một kỹ năng dịch chuyển vị trí, sau đó dùng ngân quang lạc nhẫn nhanh chóng hạ đất trong quá trình đó còn gửi mình một yêu cầu mời tổ đội hại người không mệt không phải gà rất rõ để hoàn thành chuỗi động tác liên tiếp giữa không trung ấy khó biết chừng nào lối thoát ở đâu cũng có chủ yếu là chú có năng lực xông ra không thôi hại người không mệt đột nhiên nhớ câu nhảm xít mà hắn ta nói ban nãy giờ xem ra tuy hắn dùng kỹ năng của nhiều nghề mà không một nghề nào làm nổi nhưng chỉ bằng việc hắn có thể hoàn thành một đống thao tác đó giữa không trung giữ cho nhân vật lơ lưỡng lâu đến vậy cũng thuộc dạng không phải kẻ nào cũng làm được rốt cuộc tên này là ai hại người không mệt đang nghi ngờ thì nghe thấy hắn ta thét lên đứng đó chờ chết à mau tới giúp coi hại người không mệt vội xài một bước dài quả nhiên có người phát động công kích đến chỗ mình đặt chân hại người không mệt dùng mình đang quan trọng thế này mà mình còn thời gian thất thần vừa tiến lên đã thấy bậc thầy pháo súng kia bị quân mạc tiếu đánh đến cuống cả kê anh định làm gì vậy? Hại người không mệt không hiểu, đã lên đến đây còn không nắm chặt thời gian tìm đường thoát mà củ cưa với tay bậc thầy pháo súng này làm gì? Anh muốn nhặt mót, kết quả là sau khi nghe thấy hắn ta trả lời, tung một cú đá trước của nhà quyền Pháp, đạp bậc thầy pháo súng kia xuống đất. Cũng phi thân xuống theo, rất có quyết tâm không giết chết, kẻ này quyết không thôi. chương 470, liều mạng nhặt mó thải người không mệt đờ người ra. Nếu không phải tiếng công kích còn ù ù bên tai nghe, chắc hắn đã thật sự hóa đá rồi. Giờ là lúc nào hả? Bốn bề là địch, chạy cũng không kịp, tên này lại muốn nhặt mót. Quan trọng miệng thì bảo nhặt mót, nhưng hành động thì nào phải nhặt. Nhặt mót là gì? Là tranh thủ loạn lạc nhặt trang bị rơi vãi trên đất, đây mới là nhặt mót chân chính. Hai người không mệt chủ động tấn công đã xem như khác người rồi. Thế mà quân mạc tiếu lại dữ dàn hơn, trực tiếp đập chết nhân vật đang phun máu rồi hôi của. Đấy mà gọi là nhặt mót à? có mà giết người cướp của thì có. Hại người không mệt hơi thốn trong lòng, nhìn trái ngó phải, hắn phát hiện con đường mà quân mặc tiếu đá bay bậc thầy pháo súng nhảy xuống chính là lối thoát duy nhất. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải tiêu diệt được tên bậc thầy pháo súng kia. Nếu đã như vậy, hại người không mệt cảm thấy tên kia bảo nhặt mót chắc chỉ là thuận miệng nói xuông thôi, hắn ta chỉ muốn giết bậc thầy pháo súng mở đường ra. Hại người không mệt vừa nghĩ vừa nhanh chóng thả mình nhảy xuống từ đường ra ấy đến khi thấy được tình hình bên dưới hại người không mệt lại đơ hết cả người dưới đường quân mạc tiếu đang vây giết bậc thầy pháo súng đúng vậy trong trường hợp bậc thầy pháo súng không còn là trở ngại đánh ngã xong nên tranh thủ chuồn lẹ tên này lại cố giết đối phương đây không phải lãng phí thời gian ư muốn nhặt mót thật à hại người không mệt kinh ngạc thầm thấy có chuyện khó lường nhân vật còn chưa tiếp đất đã bắt đầu soi trang bị trên người bậc thầy pháo súng quả là nhân vật của công hội lớn đa số trang bị đều không tồi nhưng đấy chỉ là với những người chơi thường còn với thánh hôi của như hại người không mệt dù không có ô dù to lớn chỉ dựa vào khả năng nhặt mót thành thần trong game cũng coi như thuộc tầng lớp trung lưu khấm khá trang bị của đám tép diêu trong công hội lớn nào đáng cho hắn chảy nước miếng thòm thèm lúc hại người không mệt tiếp đất trang bị từ đầu đến chân của bậc thầy pháo súng đã bị soi sạch đôi mắt tinh tường được rèn luyện bao năm trong nghề nhặt mót của hắn không hề phát hiện trên người tên này có đồ vật gì đáng giá đến mức phải bất chấp chém giết như thế giúp mau không thiệt cho chú đâu đang buồn bực bỗng nhiên quân mạc tiếu hô lên chẳng lẽ đồ ở trong túi hại người không mệt lập tức phản ứng xem xét nhân vật thì cũng chỉ nhìn được đồ mặc trên người không nhìn được đồ trong túi mà đồ trong túi đúng là có vài thứ chiếm tỷ lệ rơi nhất định nghĩ vậy hai người không mệt không trần trừ gì nữa, vùng kiếm ninja xông tới. Diệp, tu hoàn toàn áp chế bậc thầy pháo súng, đủ loại kỹ năng giáng xuống khiến đối phương choáng váng, mỗi tội đem mít quá bèo. Cấp của quân mạc tiếu vốn thấp, cấp trang bị cũng thấp, ngược hẳn với nhân vật cấp 70, các kỹ năng lại còn là các chiêu cấp thấp tổn thương không đáng kể. Trong trường hợp này, phải dựa vào đẳng cấp thao tác mới chiếm ưu thế như vậy, chứ còn con số sát thương quả thực ít ỏi như không. Nhưng nếu hại người không mệt xông lên thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Hai đại chiêu của ninja tung ra lao về phía Diệp Tu tạo thành một chuỗi liên kích nhỏ. Làm tốt lắm, coi chừng đỉnh đầu, Diệp Tu khen một câu, nhắc một câu. Hại người không mệt nghe tiếng vội ngẩng đầu, nhìn thấy những kẻ chỉ lo phòng thủ trên nóc trước kia giờ đã ào ào lao xuống như sùi cào. Hại người không mệt lo lắng nghĩ ngợi, hắn cảm thấy tình huống này còn muốn giết người hôi của thì liều mạng quá rồi. Mà cái thứ đáng để liều mạng như vậy nhất định quy giữ lắm à nha. Nghĩ đến đây, hại người không mệt lại không nỡ đi, nhưng sủi cảo nhiều quá ăn sao hết, nhanh lên chút. Hại người không mệt lại nghe thấy quân mạc tiếu hô lên, tiếp đó nhìn thấy tên kia lách người luồn đi. Dùng lạc hoa trường đánh trúng một tên đang nhảy xuống phía bên trái. Ngay lập tức, tên kia trở thành một viên pháo đụng bay hai tên nữa. Sau đó lại xoay người bắn ra một phát pháo chống tăng, mấy tên bên phải nhảy xuống sắp sửa tiếp đất, ai dè chân đạp chúng khu vực pháo nổ lập tức bị hất văng cứ thế hơn phiên thay đổi giữa chiêu đánh gần và đánh xa lợi dụng những kẻ đang rơi như công cụ tấn công tranh thủ chúng đang rơi xuống không thể né tránh mà đánh văng không cho ai lại gần tên nào không thao tác chịu thân tốt đều cạp đất cả còn chưa giết được à diệp tu vừa dứt khỏi cuộc chiến đã lập tức phê bình hại người không mệt mãi không giết được bậc thầy pháo súng hại người không mệt rất buồn bực hắn đi hôi của trên người mặc toàn đồ giỏm, đem mít không được cao. Giờ nghe thấy Diệp Tu lầm bầm, tự dưng nghĩ nghĩ, nhớ ra vừa nãy nhặt được mấy món có thể mặc tạm. Vừa nghĩ là hắn lục túi luôn, nhanh chóng tìm được vài ba món nâng lực tấn công, lập tức thay vào, sát thương tăng mấy phần. Ừm, được đấy, không tệ. Diệp Tu thấy tỷ lệ tụt máu của bậc thầy pháo súng thì tỏ vẻ hài lòng. Trong lúc đó, hại người không mệt lại càng tập trung hơn. Tên này mà chết, mấy thứ văng ra chỉ trong chớp mắt thôi, hại người không mệt tự tin với đẳng cấp ăn hôi của mình nhất định có thể cướp hết được. Câu, không thiếu phần chú, của Diệp Tu, hại người không mệt còn khuya mới tin. Mau lên, sắp bị bao vây rồi. Quân Mạc Tiếu chạy đến giúp đỡ, vừa giết, vừa la hét, sùi cào rơi xuống dù bị hắn đánh bay, nhưng cũng chỉ tranh thủ được vài giây. Nếu cả đám lại tiếp tục xông lên, Diệp Tu cũng không thể đánh bay một đám hung hãn như thế chỉ trong một đợt công kích hai người lúc này khá chật vật một người tập trung tấn công bậc thầy pháo súng một người vất vả tránh né công kích càng ngày càng gần của đám sủi cào mưa bom bão đạn gươm đao loang loáng hai người nhảy tưng tưng như hai chú khỉ ngay khi sắp bị bao vây bậc thầy pháo súng rốt cuộc cũng hấp hối những người chơi thuộc công hội không biết diệp tu và hại người không mệt đang nhắm kỹ bậc thầy pháo súng chỉ cảm thấy bậc thầy pháo súng này dũng mãnh vô cùng sẵn sàng hy sinh bản thân để cầm chân hai tên ai cũng vô cùng cảm động, không đành lòng nhìn gã ta cứ thế tèo. Mục sư, mục sư, đứa nào đứa nấy trong đội ngũ rủ nhau hô. Thời điểm lấy thịt đè người, mục sư cùng đội không quá vất vả, chậm gì gì tới. Nghe tiếng hú khẩn cấp, mục sư sau cùng mới xuất hiện. Thấy tình hình là biết nên làm gì, gã nhào ra định quơ trượng hồi máu. Bùm, bất chợt một tiếng nổ mạnh vang lên, sóng xung kích nổ văng mục sư đang hồi máu bay cao bay xa, chán còn cắm một cái suriken. Mục sư tự trọng chút, Diệp Tu trầm giọng bảo, phiền chết được, hại người không mệt vẫn giữ tư thế phóng suriken. Rồi hai nhân vật nhanh chóng xoay góc nhìn, nhanh chóng tấn công bậc thầy pháo súng cú chót. Phập, kiếm ninja của hại người không mệt hạ xuống, chiến mâu trong tay quân mạc tiếu đâm ra, âm thanh cùng vang, máu văng hai đường. Bậc thầy pháo súng ngã xuống, dẹt, trên người lập tức có trang bị rơi vãi hại người không mệt dồn hết lực chú ý con trỏ di chuyển nhanh đến nổi chính hắn cũng không biết vị trí rời và click chuột theo phản xạ lấy rồi nhé hại người không mệt kích động hả hê xoay góc nhìn lườm nguyết quân mạc tiếu ai dè chả thấy ma nào bên cạnh không lo chạy chờ chết hả giọng nói của quân mạc tiếu truyền tới từ phía trước hại người không mệt vội ngoảnh lại nhìn người ta đã chạy được những năm ô gì nhanh quá vậy trừ khi tên này không lo nhặt trang bị Hại người không mệt chật ngây người, vừa chạy vừa mở ô vật phẩm. Lúc nãy hắn chỉ lo tăng tốc thao tác, chưa kịp nhìn thứ rơi ra. Hại người không mệt thoáng nhìn món đồ mới nhặt trong ô vật phẩm, thất vọng vô cùng. Thứ rơi ra là một đôi giày, trông khá được, nhưng cách kỳ vọng của hại người không mệt quá xa, tuyệt đối không phải là một thứ đáng để bản thân liều chết giết người đoạt được. Trả trách tên kia không thèm nhặt, hại người không mệt nghĩ thầm, quay lại nhìn thoáng qua. Sao bậc thầy pháo súng vẫn nằm đấy, hại người không mệt nhớ rõ tên của gã. Ờ, bên này nè, hại người không mệt vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ về trang bị. Bỗng có tiếng nói vang lên, một đám người chơi đã xông đến, bịt kín đường lui của họ. Hại người không mệt không nghĩ ngợi gì lập tức quay người nhảy lên tường. Vừa rồi bên con phố kia có mai phục, bên này chắc không nhanh như vậy đã bố trí mai phục xong đâu nhỉ hai người không mệt không tin đối phương sẽ làm lớn chuyện đến mức mai phục khắp cả khu trấn nhỏ hoang dã này. Ai ngờ hắn vừa ngẩng đầu, một thanh trọng kiếm đá mạnh mẽ ập xuống. Hai người không mệt phản ứng cực nhanh vung kiếm ninja lên. Đây không phải kỹ năng đỡ đòn của kiếm khách, không có hỗ trợ và quy tắc của hệ thống mà hoàn toàn do thao tác của người chơi. Có thể nói đây cũng là một loại tấn công, chỉ có điều mục tiêu không phải là nhân vật, mà là kiếm của đối thủ. Kiểu công kích này người chơi gọi là chống đỡ, nếu thành công có thể hóa giải thương tổn do công kích của đối phương mang lại. Thao tác chống đỡ so với tấn công còn khó hơn. Dù sao thì tấn công không trúng mục tiêu cũng không tạo ra ảnh hưởng gì to lớn. Nhưng nếu thao tác chống đỡ thất bại, điều đó tương đương với việc rơi trọn vẹn sát thương từ công kích của đối phương. Nhưng trong trường hợp này, ngoại trừ chống đỡ, hại người không mệt cũng không có biện pháp nào khác. Chuột máy tính vung lên, kiếm ninja chém ra vạch nên một vầng sáng, không nghiêng không lệch, vừa vặn cùng trọng kiếm chồng khít lên nhau. Keng, một tiếng động vang lên, hại người không mệt rốt cuộc không sơi phải trọng kiếm, nhưng cũng chả nhảy lên chuồn được, ảnh hưởng từ lực của kiếm mà lộn xuống đường lần nữa. Anh bảo rồi, trí nhớ của chú bị ngắn hạn à. Quân mặc tiếu lên tiếng từ bên kia, hại người không mệt ngơ ngác, bên này cũng có mai phục à. Các công hội đầu quân bao nhiêu vào vụ này, đừng lên nóc nhà nữa, sang bên này. Quân Mạc Tiếu cất tiếng gọi, sau đó tránh vào một căn nhà trống, không dừng lại mà đi thẳng từ sảnh trước vào phòng giữa, sau đó phi người nhảy ra cửa sổ. Hai người không mệt vội bám đuôi sông lên, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ ra thì chợt nhìn thấy một bóng người tiến vào từ đấy. Hai người không mệt nhanh chóng lách người chuẩn bị rút kiếm, ngay lập tức thấy cái tên trên đỉnh đầu đối phương, quân Mạc Tiếu. Ha ha ha, bên này đông quân hơn bên kia, quân Mạc Tiếu tươi cười, thông báo một tin tức chả đáng buồn cười.